Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 135. Tổ đạo nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có, sở dĩ y chấn động, không chỉ là vì sự khác biệt của thời gian hai thế giới, mà còn vì loại phương pháp này thật sự đã vi phạm quy luật của đại đạo, đặc biệt là Bỉ Ngạn giới này, làm ra được sự khác biệt về thời gian này, có nghĩa là quy tắc thế gian trong thời không đặc biệt này có thể đè ép quy luật thế giới bên ngoài, không chỉ đàn áp được quy luật thời gian bên ngoài, mà còn phải đè ép được đại đạo bên ngoài. Nhưng đây chính là Bỉ Ngạn giới. Sao mà làm được? Tổ đạo nhìn thời không trước mắt, sắc mặt đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ thằng cha này thật sự là con của Bỉ Ngạn? Cái này không nói bậy chứ. Đúng lúc này, Diệp Quân dẫn tổ đạo ra khỏi tiểu tháp, trong xe ngựa, Diệp Quân bình tĩnh nói, A tổ, tiếp theo ngươi có dự định gì? Tổ đạo nhìn Diệp Quân, sau đó nói, tất nhiên là đi chung với con trai Bỉ Ngạn cao quý ngài rồi. Y không biết rốt cuộc là thằng cha này đã xảy ra chuyện gì, nhưng y rất rõ, bây giờ y phải hiểu chuyện một chút, nếu không, có thể sẽ gặp phải một trận đòn tàn nhẫn, thậm chí là bị giết diệt khẩu. Diệp Quân khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó nói, phải làm sao thì ngươi mới khôi phục tu vi được. Vẻ mặt tổ đạo u ám, sau đó lại tức sôi gan. Nghĩ tới chuyện này, là y tức. Làm ăn vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng lại để người khác được lợi hết, bằng không, bây giờ ít nhất y cũng là cấp bậc chân thánh rồi. Mà nếu bây giờ y là chân thánh, thì lần trở về này, chính là sự trở lại của vua. Ôi! Trong lòng tổ đạo hít một hơi thật sâu, bất lực. Diệp Quân nói, rất khó à? Tổ đạo gật đầu, rất khó, nhưng... Nói tới đây, y nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, không muốn nói thì thôi. Tổ đạo vội nói, nhưng nếu có đá đạo tố, có thể ta sẽ hồi phục tu vi được. Diệp Quân khẽ cau mày, đá đạo tố. Tổ đạo gật đầu, thần vật trong thuyền Bỉ Ngạn, có thể ìm về ban đầu. Diệp Quân bảo, nói rõ tí đi. Tổ đạo trầm giọng nói đơn giản, thì có thần vật này, là ta có thể cưỡng ép triệu hồi ta của quá khứ về. Diệp Quân cau mày, giống như người đi vào mốc thời gian của người khác à. Tổ đạo nói, không so sánh vậy được, cái này là trực tiếp triệu hồi mình của quá khứ về dung hợp với bản thân của hiện tại, đương nhiên, cũng rất khó, vì mốc thời gian của ta trùng lặp với người phụ nữ kia, ta triệu hồi bản thân của quá khứ, e sẽ kinh động tới người phụ nữ kia. Nói rồi, y khẽ thở dài, nhưng cũng không còn cách nào, a chỉ có thể làm theo cách này, vì nếu tu luyện lại, ta không biết còn phải mất bao nhiêu năm nữa. Đột nhiên Diệp Quân nói, đến lúc đó ta bảo vệ cho. Ngươi, tổ đạo ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta sẽ dùng toàn lực giúp ngươi khôi phục tu vi, nhưng sau khi khôi phục tu vi, ngươi cũng phải giúp ta, công bằng không? Tổ đạo vội nói, giúp ngươi thế nào? Diệp Quân nhìn tổ đạo, tín ngưỡng ta. Tổ đạo ngơ ngác. Diệp Quân bình tĩnh nói, có làm không? Sách mặt tổ đạo hơi khó coi, vì lúc trước đều là người khác tín ngưỡng y, còn hiện tại Diệp Quân lại cầm kiếm Thanh Huyên. Nhẹ nhàng vuốt ve kiếm Thanh Huyên, lại nói, ta không ép buộc ngươi, nếu ngươi không đồng ý, bây giờ chúng a sẽ chia tay vui vẻ. Tổ đạo nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, trong lòng vô cùng tức giận, không hài lòng, ngươi không ép ta, vậy ngươi cầm kiếm ra là có ý gì? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào tổ đạo, ta là một người phân rõ phải trái trong mắt hẳn, đã có huyết mạch phong ma khẽ dâng trào. Tổ đạo biết, hôm nay nếu mình không đồng ý, sợ là không ra khỏi xe ngựa này được. Y gật đầu, được. Diệp Quân nói, thề đi. Tổ đạo nhìn Diệp Quân, không thề được không? Diệp Quân gật đầu, được, có điều, người như ta có thủ báo thủ, có ân báo ân. Dừng dừng. Tổ đạo vội nói, ta thề, chỉ cần Diệp Quân ngươi có thể giúp ta khôi phục tu vi, ta sẽ tin vào ngươi, tuyệt không nuốt lời. Diệp Quân lắc đầu, người đọc theo ta, xin thiên mệnh váy trắng, Diệp Huyên. Dương Diệp chứng giám, tổ đạo ta thề ở đây rằng, sau này một khi tu vi được khôi phục, sẽ lập tức tín ngưỡng Diệp Quân, nếu vi phạm lời thề này, mời ba vị trừng phạt ta. Tổ đạo nhìn Diệp Quân, sau đó nói, xin thiên mệnh váy trắng, Diệp Huyên, Dương Diệp chứng giám, tổ đạo ta thề ở đây rằng sau này một khi tu vi được khôi phục, sẽ lập tức tín ngưỡng Diệp Quân, nếu vi phạm lời thề này, mời ba vị trừng phạt tai. Diệp Quân gật đầu, được rồi. Trong lòng tổ đạo lại cười nhạt. Thề à! Đối với cường giả như cấp bậc này của y, lời thề hoàn toàn không có sức mạnh ràng buộc gì, chỉ cần trong lòng đại.
đạo hiểu rõ, thì lời thề này coi như bỏ. Thằng nhóc này, vẫn còn non lắm, ít trải sự đời quá rồi. Bên trong tiểu tháp, sau khi giải quyết chuyện với tổ đạo xong, Diệp Quân đi đến Vương Triều Thiên Mộ. Trước một đại điện, Thiên Hình và Diệp Quân cùng ngồi trên thềm đá phía trước đại điện, Diệp Quân im lặng một lúc lâu, dì Tân đâu? Thiên Hình nói nhỏ, ngày mà cửu đệ rời đi, bà ấy cũng đi theo rồi. Diệp Quân cúi đầu im lặng. Thiên Hình ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói nhỏ, ta vẫn cho rằng nếu ta gặp ngươi sớm hơn một chút, cùng ngươi gieo duyên lành thì chắc chắn sẽ không kém hơn đệ ấy, nhưng sau đó ta lại phát hiện ra, đệ ấy làm huynh đệ với ngươi hoàn toàn không nghĩ tới lợi ích, đệ ấy thật lòng xem ngươi là huynh đệ, về điểm này, ta hoàn toàn không bằng đệ ấy. Diệp Quân im lặng. Thiên Hình nói tiếp, bây giờ ta đang là Hoàng đế Vương Triều Thiên Mộ, nhưng ta nhận ra rằng dù mình có làm gì cũng không vui nổi, sau đó, ta suy nghĩ thật lâu và cuối cùng cũng nhận ra rằng, ta và đệ ấy hoàn toàn không có hứng thú quá lớn với ngôi vị hoàng đế này, vốn dĩ ta cố chấp làm hoàng đế như thế, là vì ta muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng Thiên Hình ta đây không hề thua kém tổ long khí của đệ ấy. Nói đến đây, Thiên Hình quay sang nhìn Diệp Quân, đệ ấy chết ở biển khổ giới, có còn cơ hội sống không? Diệp Quân gật đầu, có. Đột nhiên Thiên Hình phá lên cười, Diệp công tử, thực lực của Thiên Hình ta khá yếu nên không thể sóng vai chiến đấu với ngươi được, nhưng chỉ cần ngươi cần, bất cứ lúc nào a cũng có thể tín ngưỡng ngươi, khiến toàn bộ hàng tỷ con dân vương triều cùng tín ngưỡng ngươi. Diệp Quân từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Hình cười xòa, mặc dù hiện tại Vương Triều Thiên Mộ chưa quá mạnh, nhưng khi phát triển bên trong tiểu tháp của ngươi, chắc chắn sau này sẽ ngày càng mạnh hơn. Tất nhiên là đối với ngươi nó có thể vẫn còn rất yếu, nhưng ngươi đừng chê. Diệp Quân đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Thiên Hình rồi lấy một quyển trục ra đưa cho Thiên Hình, khi ta cần ta sẽ đến tìm ngươi. Còn nữa, lo tu luyện thật tốt, điều hành Vương Triều Thiên Mộ thật tốt, đợi đến khi thiên thần xuất hiện thêm một lần nữa, chúng ta sẽ làm cho thiên thần bất ngờ. Thiên Hình nhìn chăm chăm Diệp Quân, tất nhiên rồi. Diệp Quân gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, Thiên Hình từ từ nhắm mắt lại, thiên thần, ta không cần ngôi vị hoàng đế đệ đã cho ta nữa, ngôi vị hoàng đế này, tốt nhất là đệ làm đi. Diệp Quân đi đến khu vực thời không đặc biệt, trong khu vực thời không đặc biệt đó, là nơi phong ấn toàn bộ vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ. Hẳn muốn đi vào đó nhưng không tài nào vào được. Diệp Quân đứng đó nhìn rất lâu, hắn thỏ thẻ, ta sẽ không để các ngươi chờ quá lâu nữa đâu, còn nữa, chân tỷ, chờ ta nhé. Nói rồi hắn quay về trong xe ngựa. Tổ đạo nhìn Diệp Quân rồi nói, ta có thể vào trong tiểu tháp của ngươi nghiên cứu một chút không? Diệp Quân bình tĩnh nói, không được. Tổ đạo không hiểu, tại sao? Diệp Quân nói, là không được. Tổ đạo gắn giọng nói, vậy tại sao ả đàn bà kia lại vào được? Diệp Quân nói, vì cô ta đẹp. Tổ đạo. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, không để ý đến tổ đạo nữa. Tiểu tháp đột ngột lên tiếng, tiếp theo đây ngươi có tính toán gì không? Diệp Quân nói nhỏ, khiến Bỉ Ngạn giới tín ngưỡng tai tiểu tháp im lặng một lúc, nói, đỉnh đấy. Xe ngựa từ từ đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, cuối cùng xe ngựa cũng đã đi qua lãnh vực biển khổ giới, lúc này, Chu Lăng xuất hiện ở trong xe ngựa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Lăng nhìn tổ đạo rồi nhìn Diệp Quân. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết một chút về tình hình trong Thánh Đường Bỉ Ngạn. Trong Thánh Đường Bỉ Ngạn, người có quyền lực cao nhất chính là Bỉ Ngạn giáo chủ. Bên dưới là khu cơ chủ giáo, tông chủ giáo, mục thủ chủ giáo, đại chủ giáo. Bốn chủ giáo, này chia ra trông coi bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc ở Bỉ Ngạn giới. Xuống thêm bậc nữa là các chủ giáo, tu sĩ đại thi tế, tu sĩ thi tế, tu sĩ phụ tế. Nói đến đây. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, thân phận của ngươi chính là thánh tử Bỉ Ngạn, phải được bốn chủ giáo và Bỉ Ngạn giáo chủ công nhận, chỉ khi được bốn chủ giáo và Bỉ Ngạn giáo chủ công nhận, toàn bộ Bỉ Ngạn giới mới công nhận ngươi. Diệp Quân nói, vậy sau khi ta được công nhận, ta sẽ có bao nhiêu quyền lực? Chu Lăng nhìn hẳn, không có quyền lực. Diệp Quân khẽ nhíu mày, không có quyền lực ư. Chu Lăng gật đầu, sau khi được thừa nhận ngươi sẽ không có quyền lực, nhưng... Ngươi sẽ có địa vị rất cao, còn cao hơn cả giáo chủ nữa. Diệp Quân sầm mặt lại. Chu Lăng nói tiếp, nói chung, thánh tử Bỉ Ngạn xuất hiện là để chống lại một tai họa nào đó,
giống như ngươi nhậm chức thánh tử Bỉ Ngạn là vì chống lại chủ nhân Bút Đại Đạo, đó là nhiệm vụ đặc biệt có sẵn. Tất nhiên, mặc dù ngươi không có quyền lực, nhưng nếu ngươi có yêu cầu, thánh đường Bỉ Ngạn cũng sẽ không từ chối ngươi. Diệp Quân gật đầu, ta biết, chức cao, quyền thấp. Chu Lăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nói tiếp, rốt cuộc thánh tử Bỉ Ngạn được nhận định như thế nào? Chu Lăng nói, hẳn giữ thánh khí Bỉ Ngạn, thiên luân Bỉ Ngạn. Diệp Quân nhìn Chu Lăng, lúc này hắn đã biết lý do tại sao người phụ nữ này lại đồng ý hợp tác với hắn. Chu Lăng nói tiếp, thanh kiếm và tiểu tháp trong tay ngươi đã có cấp bậc tương đương với thánh khí Bỉ Ngạn, nhưng muốn có được sự công nhận, còn cần có thêm một điều nữa. Diệp Quân hỏi, thứ gì? Chu Lăng nhìn chằm chằm hắn, dấu ấn Bỉ Ngạn. Diệp Quân khẽ cau mày, đó là thứ gì? Chu Lăng nói, một loại dấu ấn đặc biệt, có hình một chiếc thuyền màu đỏ như máu. Diệp Quân gằn giọng nói cách khác, đó chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Chu Lăng gật đầu, ừ. Tổ đạo ngồi một bên đột ngột lên tiếng, không phải làm một cái là được rồi sao? Diệp Quân và Chu Lăng nhìn về phía tổ đạo nhìn Diệp Quân, người có huyết mạch đặc biệt, lấy huyết mạch đặc biệt làm một cái là có thể làm thật giả lẫn lộn rồi, dù họ có nghi ngờ thì ngươi vẫn còn có kiếm và tiểu tháp, có cả hai thần vật này rồi, họ sẽ không còn nghi ngờ nữa. Chu Lăng cũng nói, ta cũng muốn nói thế, bởi vì Bỉ Ngạn giới không có thánh vật cấp bậc này, chỉ cần hai thánh vật này xuất hiện, họ không thể không tin. Diệp Quân gật đầu, đã biết, tiếp theo cứ nhìn ta biểu diễn. Chu Lăng nhìn Diệp Quân, đúng vậy, với tư cách là thánh tử Bỉ Ngạn, chắc hẳn sẽ có khí phách phi phàm từ xưa đến nay chưa từng có, bởi vậy. Nói đến đây, cô ta đột nhiên dừng lại, bởi vì cô ta nhận ra thanh niên trước mặt này rất phù hợp với khí chất ấy. Chu Lăng ngừng lại một chút, nói, thực lực hiện tại của ngươi ra sao? Diệp Quân nói, từ chân thánh trở xuống, không ai địch lại ta. Chu Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc, nói, thì không có vấn đề gì. Euro ó thực lực, có nhan sắc, có thần khí siêu phàm, hoàn toàn phù hợp với thân phận thánh tử Bỉ Ngạn. Tổ đạo nhìn Diệp Quân một chút, không nói gì. Giờ phút này y đã đoán được ý đồ của Diệp Quân, người này muốn toàn bộ vũ trụ Bỉ Ngạn đều tín ngưỡng hẳn. Nếu có thể làm được thật thì nhất định sẽ rất bùng nổ, phải biết rằng văn minh võ đạo nơi này cao hơn vũ trụ cấp 10 rất nhiều lần, một khi nơi này tín ngưỡng Diệp Quân, chắc chắn đã có thể sánh ngang với con ả họ Phản đó rồi. Nghĩ đến đây, y lập tức cảm thấy phẫn nộ, vốn dĩ y mới là vô địch, nghiệp chướng mài. Chu Lăng nói, ta vừa truyền tin về thánh đường Bỉ Ngạn, nói rằng thánh tử Bỉ Ngạn đã đến, chắc hẳn bây giờ họ đang đợi chúng ta. Diệp Quân gật đầu, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Chu Lăng nhìn Diệp Quân, được. Bởi vì đã rời khỏi khu vực biển khổ giới, do đó, bọn họ không cần ngồi xe ngựa chậm chạp này nữa, cả ba bay đi, nhưng phải mất nửa giờ mới đến được Thánh Đô Bỉ Ngạn. Thánh Đô Bỉ Ngạn, nơi đây là trung tâm của toàn bộ Bỉ Ngạn giới, cũng là thế giới phồn hoa nhất của Bỉ Ngạn giới. Vừa mới đến Thánh Đô Bỉ Ngạn, một giáo đường vô cùng tráng lệ xuất hiện trước mặt ba người, giáo đường đó đứng sừng sững ở vị trí trung tâm Thánh Đô Bỉ Ngạn, cao chót vót, giống như những chuôi kiếm gộp lại cảm vào bầu trời, cực kỳ hùng vĩ nguy nga. Trên đỉnh giáo đường là một chiếc thuyền nhỏ đen nhánh, trên thuyền có một lá cờ, là cờ ấy đỏ như máu tung bay trong gió. Diệp Quân nhìn chiếc thuyền nhỏ ấy, đó là thuyền Bỉ Ngạn sao? Chu Lăng đứng bên cạnh Diệp Quân nói, ừ. Diệp Quân hơi tò mò, thánh đường Bỉ Ngạn các ngươi có biết nguồn gốc của thuyền Bỉ Ngạn không? Chu Lăng lắc đầu, không biết nguồn gốc cụ thể, chỉ biết văn minh võ đạo ở Bỉ Ngạn giới bắt nguồn từ thuyền Bỉ Ngạn này thôi. Diệp Quân nhìn về phía tổ đạo xua tay lia lịa, ta không biết, nhưng... Y ngập ngừng không muốn nói. Diệp Quân nói, nhưng cái gì? Tổ đạo trầm giọng nói, có lẽ chủ nhân Bút Đại Đạo sẽ biết. Diệp Quân cau mày. Đột nhiên Chu Lăng nói tiếp, lát nữa chúng ta sẽ đổi lời giải thích, cứ nói là ngươi được lệnh đến biển khổ giới tiêu diệt chủ nhân Bút Đại Đạo nhưng không thành công, cái này được không? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Năm ấy chủ nhân Bút Đại Đạo giết liên tiếp mấy chân thánh, còn qua khỏi thuyền Bỉ Ngạn, với thực lực hiện tại của hẳn, người ở nơi đây chắc chắn sẽ không tin hẳn đã giết chủ nhân Bút Đại Đạo. Sau khi ba người đi vào trong thành, Chu Lăng chợt nhíu mày lại. Diệp Quân hỏi, sao thế? Chu Lăng gắn giọng trả lời, ta đã truyền tin về nói rằng thánh tử Bỉ Ngạn đã tới, theo lý mà nói e hẳn sẽ có người đến đón,
nhưng tại sao đến một người cũng không có chứ? Diệp Quân cũng nhíu mày lại. Chu Lăng sầm mặt dẫn Diệp Quân và Tổ Đạo đi thẳng, nhưng đi chưa được bao lâu, không biết cô ta nhận được tin tức gì mà vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Diệp Quân hạ giọng nói, sao thế? Chu Lăng nhìn chăm chăm Diệp Quân, vẻ mặt cực kỳ khó coi, có người nói cho ta biết, Thánh tử Bỉ Ngạn đã tới, hiện tại đang ở trong điện giáo chủ. Diệp Quân. Tổ Đạo nhìn Diệp Quân, cười thầm, không phải là thằng nhóc ngươi giỏi bốc phét sao? Để lần này ta xem ngươi bốc phét thế nào. Thánh tử Bỉ Ngạn đã đến. Nghe thấy lời Chu Lăng nói, chân mày Diệp Quân nhíu lại, không hiểu lắm, mới xuất hiện à? Chu Lăng gật đầu, sắc mặt hơi khó coi, cô ta không ngờ Thánh tử Bỉ Ngạn thần bí kia lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Quân cười nói. Chu Lăng nhìn Diệp Quân, muốn nói lại thôi, Diệp Quân lập tức nói, bây giờ chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Chu Lăng suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu, đúng vậy. Cô ta mới truyền tin Thánh tử Bỉ Ngạn đã đến, bây giờ nếu Diệp Quân rút lui, cô ta và Diệp Quân đều không có khả năng đi khắp nơi, giả làm Thánh tử Bỉ Ngạn, đây chính là tội lớn Chu Di cửu tộc, theo lời Diệp Quân nói, bây giờ chỉ có thể kiên trì đến cùng. Thấy Chu Lăng cau mày, Diệp Quân mỉm cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, đi một bước tính một bước. Thấy Diệp Quân bình tĩnh như vậy, Chu Lăng hơi ngạc nhiên, không suy nghĩ nhiều nữa, mà gật đầu, đi thôi. Vừa nói, cô ta vừa dẫn Diệp Quân và Tổ Đạo đi về phía xa. Thành Bỉ Ngạn rất sầm uất, kiến trúc vô cùng hùng vĩ, có những tòa nhà cao hàng trăm tầng, sừng sững như những cột đá vươn lên trời, cực kỳ nguy nga. Bởi vì trong thành không cho bay, vì vậy, mọi người chỉ có thể đi bộ, điều này khiến toàn bộ thành trì vô cùng náo nhiệt. Diệp Quân tò mò nhìn xung quanh vài cửa hàng bán thần binh pháp bảo, hơn nữa cấp bậc không thấp. Đột nhiên, Diệp Quân dừng bước, ánh mắt rơi vào một cửa hàng này rất lớn, trước cửa hàng có 5 cái lồng, bên trong là 5 gã cường tráng. Hoang nô. Diệp Quân cẩn thận quan sát mấy người hoang nô, hắn phát hiện, những hoang nô này đều có khí tức vô cùng lớn, đặc biệt là thể chất rất cường tráng, những cường giả nhân loại bình thường không thể so sánh được. Chu Lăng đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, gật đầu, rồi đi theo Chu Lăng. Đương nhiên hắn sẽ không nghĩ đến việc phóng thích hoang nô này, đùa à, hiện tại ha không thể tự bảo vệ chính mình, nếu tiếp tục làm những việc vượt quá khả năng của mình, chẳng phải hẳn tự mình tìm đến cái chết sao. Chẳng mấy chốc, dưới sự hướng dẫn của Chu Lăng, ba người đã đến trước tòa thánh đường mà họ từng thấy ở ngoài thành, bây giờ khi nhìn gần thánh đường này, họ càng rung động hơn. Ngẩng đầu nhìn, không thấy được đỉnh, bỗng nhiên cảm thấp con người thật nhỏ bé khi đứng trước thánh đường này. Không rõ tòa thánh đường được làm bằng chất liệu gì, cả tòa hiện lên kim quanh nhàn nhạt, nguy nga lộng lẫy, vô cùng lóa mắt. Lúc này, ba người đột nhiên quay đầu, phía sau bọn họ không xa, có ba tên thị vệ mặc kim giáp đang cầm trường thương. Chu Lăng khế cao mày, thánh vệ Bỉ Ngạn, Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, khí tức của ba người này rất mạnh, ít nhất là cấp bậc cảnh giới thuận đạo. Chu Lăng không nhìn nữa, đi thôi. Vừa nói. Cô ta vừa dẫn Diệp Quân và Tổ Đạo đi về phía thánh đường, sau khi tiến vào đại điện, trong đại điện là tinh không mênh mông, mà dưới chân họ, là một đờ, màu vàng dài hàng nghìn thước, ở đó có một chiếc ghế thánh. Mỗi bên ghế thánh có khoảng 20 người, người đứng đầu bên trái là một người đàn ông mặc trường bào đỏ, phía sau đều mặc trường bào đỏ giống như vậy, chẳng qua, trường bào của họ khác với trường bào của người đàn ông ở chỗ, phần dưới và tay áo của trường bào được trang trí bằng một vòng vải đen. Người đứng đầu bên phải là một người đàn ông mặc trường bào trắng, râu tóc trắng xóa, trường bào trắng như tuyết, không tì vết, phía sau cũng có một nhóm người mặc trường bào trắng, tất cả đều lớn tuổi. Khi Diệp Quân và Chu Lăng đến, một thị nữ mặc thần bào. Đột nhiên bước đến trước mặt Chu Lăng, cô ta bưng đến một chiếc trường bào màu đen, thi lễ với Chu Lăng, sau đó dè dặt mặc thần bào cho Chu Lăng, rồi lui sang một bên. Chu Lăng sải bước đi về phía trước. Diệp Quân và Tổ Đạo cũng đi theo. Trong lòng Tổ Đạo hơi sợ hãi, mẹ nó, y đi theo tên kiêu ngạo này để lừa người, ngộ nhỡ lừa không thành công, sợ là phải chịu tội ở đây, vì người ở đây đều có khí tức vô cùng cường đại, hiển nhiên đều là người có thực lực đỉnh cao ở Bỉ Ngạn giới. Nhưng y không có lựa chọn nào khác, nếu y chọn chạy trốn, rất có khả năng y sẽ bị giết người diệt khẩu. Lúc này,
Trong đầu Diệp Quân đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Lăng, người bên trái, mặc trường bào đỏ, chính là khu cơ chủ giáo, phụ trách phía nam Bỉ Ngạn giới, bên phải là đại chủ giáo, phụ trách trông coi phía bắc, cả hai đều mở đường máu đi lên từ tầng lớp thấp nhất, người phải cẩn thận. Diệp Quân nghe Chu Lăng nói, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ. Lúc này, tuyệt đối không thể sợ hãi. Chẳng mấy chốc, Chu Lăng dẫn Diệp Quân và Tổ Đạo đi vào giữa đại điện. Lúc này, mọi người đứng hai bên đều nhìn về phía Diệp Quân. Bên trái, khu cơ chủ giáo nhìn chằm chằm Diệp Quân, bắt lại. Trong phút chốc, vài luồng thần quang bay thẳng từ trên trời xuống đất, muốn bắt giữ Diệp Quân. Diệp Quân búng ngón tay cái, kiếm thanh huyên bay thẳng lên trời. Vù vù, một tiếng kiếm vang lên, bốn đạo thần quang vỡ vụn, kiếm thanh huyên bay về trong tay Diệp Quân, hắn chậm rãi đi về phía khu cơ chủ giáo. Không lộ ra bất kỳ khí thế nào, nhưng mọi người trong phòng đều cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ. Khu cơ chủ giáo nhìn Diệp Quân, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng chấn động, thực lực của tên kiếm tu này vượt qua ngoài dự đoán của ông ta. Mọi người kinh hãi nhìn Diệp Quân, tên này muốn làm gì? Thân thể Diệp Quân bỗng nhiên trở nên hư ảo, kiếm quang xuất hiện. Xa xa, khu cơ chủ giáo đột nhiên duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng gõ, đầu ngón tay. Xuất hiện một luồng kim quang quỷ dị, trong phút chốc, ngàn vạn ánh sáng nở rộ, chặn kiếm quang của Diệp Quân, nhưng một khắc sau, chỉ thấy Diệp Quân cầm kiếm nhẹ nhàng ấn xuống, ngàn vạn ánh sáng trong nháy mắt vỡ tan, kiếm thanh huyên chạm vào đầu ngón tay khu cơ chủ giáo. Rắc rắc, kiếm chỉ vừa chạm, ngón tay khu cơ chủ giáo lập tức nứt, máu tràn ra. Nhưng một khắc sau, sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi. Hắn nhìn thấy một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên toát ra từ đầu ngón tay khu cơ chủ giáo. Diệp Quân lùi mấy bước, Diệp Quân lùi. Khu cơ chủ giáo bị thương. Thấy cảnh này, tất cả cường giả trong điện đều sợ hãi trước thực lực của Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên tiến lên một bước, trong nháy mắt, một luồng kiếm thế như lũ cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể hắn. Thánh tử nguôi giận. Đúng lúc này, giọng nói của Chu Lăng đột nhiên vang lên. Sau đó chặn trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân liếc khu cơ chủ giáo, tâm niệm vừa động, tất cả kiếm thế không giấu vết biến mất trong nháy mắt. Khu cơ chủ giáo nhìn Diệp Quân, không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Chu Lăng nhìn khu cơ chủ giáo, sắc mặt âm trầm, trong mắt không giấu được sự tức giận. Khu cơ chủ giáo, ngươi nghi ngờ thân phận của thánh tử, ta có thể hiểu được, nhưng trước khi xác nhận thân phận của thánh tử, ngươi đã ra lệnh bắt người, như vậy có phải quá qua loa không? Khu cơ chủ giáo quay đầu nhìn Chu Lăng, tông chủ giáo, người có biết trợ giúp người khác giả mạo thánh tử là tội gì không? Chu Lăng bình tĩnh nói, khu cơ chủ giáo cho rằng người này là giả, vậy thì mang bằng chứng ra đây. Khu cơ chủ giáo hỏi vặn lại, tông chủ giáo nói hẳn là thánh tử Bỉ Ngạn, có chứng cứ không? Chu Lăng quay đầu nhìn Diệp Quân, nhưng Diệp Quân lại quay đầu nhìn về phía đại chủ giáo mặc trường bào trắng, đây là đại chủ giáo nhỉ? Đại chủ giáo nhìn Diệp Quân. Gật đật. Diệp Quân cười nói, thuyền thánh từng nhắc đến ông, nói ông có tư chất của một chân thánh, hôm nay gặp, quả nhiên là vậy. Mọi người. Đại chủ giáo nhìn Diệp Quân. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt giống như muốn nói, thằng nhóc người muốn lừa ta. Diệp Quân nói thêm, lần này ta được lệnh đến đây, thứ nhất là để chiến đấu với bọn dị đoan ở biển khổ hải, hai là trợ giúp những tín đồ trung thành của Bỉ Ngạn giới đột phá lên chân thánh. Đại chủ giáo bình tĩnh nói, ông ta không nhằm vào Diệp Quân, vì điều đó không cần thiết, dù sao hiện tại không có xung đột lợi ích, hơn nữa tình thế không rõ ràng, đứng nhìn vẫn tốt hơn. Diệp Quân bỗng nhiên kéo tay đại chủ giáo, chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Vừa nói, hắn vừa kéo tay đại chủ giáo vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, sắc mặt đại chủ giáo lập tức thay đổi. Chấn động chưa từng có. Nhìn phản ứng của đại chủ giáo, Diệp Quân không ngạc. Nhiên lém, hẳn cười khẽ nói, đại chủ giáo, thời không này ẩn chứa bí mật của chân thánh, với thiên phú của đại chủ giáo, trong vòng trăm năm, chắc chắn có thể đạt tới chân thánh. Đại chủ giáo quay đầu nhìn Diệp Quân đang mỉm cười, trong lòng đã là sóng to gió lớn. Mẹ nó rốt cuộc ai mới là thánh tử Bỉ Ngạn? Diệp Quân nói tiếp, đại chủ giáo có thể đi vào tu luyện bất cứ lúc nào. Đại chủ giáo yên lặng. Nhìn xung quanh thời không quỷ dị này, trong lòng đã dao động. Chân thánh, đây là mơ ước cả đời của bọn họ. Từ xưa đến nay, người có thể trở thành chân thánh vô cùng ít ỏi,
Ví dụ như, từ xưa đến nay đã có 1.328 đại chủ giáo trong thánh đường Bỉ Ngạn, nhưng không ai trong số họ có thể trở thành chân thánh. Khó hơn lên trời, đại chủ giáo quay đầu nhìn Diệp Quân, ông ta hơi do sự, sau đó nói, có thật Thuyền Thánh đã nói, ta có tư chất của một chân thánh không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Đại chủ giáo đột nhiên cúi đầu thật sâu vào hư không, hào hứng nói, không ngờ, ta có thể được Thuyền Thánh nhớ đến. Nói xong, trong mắt ông ta xuất hiện nước mắt. Diệp Quân nghiêm túc nói, đại chủ giáo, ông trời giao trách nhiệm lớn cho ngươi, tương lai của Bỉ Ngạn giới, còn cần ngươi và ta cùng nhau hợp tác. Đại chủ giáo nắm lấy tay Diệp Quân, nói, thánh tử yên tâm, kẻ sĩ có thể chết vì chi kỷ, ta đã coi thánh chủ là chủ thì sẽ nguyện máu chảy đầu rơi san sẻ lo lắng vì thánh tử. Diệp Quân không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Đại chủ giáo bối rối hỏi, sao thánh tử thở dài? Diệp Quân tiếp tục thở dài, võ nhẹ vào cánh tay của đại chủ giáo, buồn bã nói, đại chủ giáo, ông không biết Bỉ Ngạn giới chúng ta có kẻ xấu à? Tiểu tháp. Trong đại điện, khi Diệp Quân và đại chủ giáo đi vào trong tiểu tháp, mọi người trong sân đều nghỉ hoặc. Đi đâu vậy? Chu Lăng im lặng không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giờ phút này cô ta cũng hơi bất an. Nếu Diệp Quân không thể thuyết phục được đại chủ giáo thì tình hình tiếp theo của họ sẽ rất tồi tệ. Còn nếu Diệp Quân có thể thuyết phục được đại chủ giáo, chắc chắn sẽ rất có lợi cho bọn họ. Nhưng Diệp Quân có thể thuyết phục được đại chủ giáo thật sao? Trong lòng cô ta cũng không dám chắc. Khu cơ chủ giáo nhìn chằm chằm Chu Lăng, cười mỉa, Chu Lăng, ta không ngờ ngươi dám dẫn người ngoài về giả danh thánh tử Bỉ Ngạn, ngươi đúng là có mưu đồ xấu xa. Chu Lăng nhìn khu cơ chủ giáo, lạnh nhạt nói, không phải ngươi nói rằng ngươi cũng tìm được thánh tử Bỉ Ngạn sao? Ngươi đâu rồi? Khu cơ chủ giáo cười nói, bây giờ thánh tử Bỉ Ngạn đang gặp mặt giáo chủ, một khi giáo chủ xác minh thân phận của y xong sẽ công bố ra ngoài cho mọi người, khi đó, không biết ngươi sẽ xử sự ra sao? Vẻ mặt Chu Lăng vẫn rất bình tĩnh, nhưng nỗi lo bắt đầu dâng lên trong lòng, dù sao, Diệp Quân đúng là giả. Khu cơ chủ giáo muốn nói thêm điều gì đó, lúc này, Diệp Quân và đại chủ giáo xuất hiện ở trong sân, khu cơ chủ giáo lập tức nói ngay, người đâu, bắt người đó lại cho ta. Cường giả ở xung quanh đi lại chỗ Diệp Quân. Ngông cuồng. Đột nhiên đại chủ giáo tức giận, tiếng gầm vang dội bùng. Khiến mọi người ở trong điện sững sờ trong chốc lát. Đại chủ giáo nhìn chằm chằm khu cơ chủ giáo, giận dữ nói, khu cơ chủ giáo, ngươi không có bằng chứng mà dám nói Diệp công tử giả mạo thánh tử, đúng là quá lỗ mãng. Khu cơ chủ giáo hơi ngơ ngác ngươi. Vẻ mặt đại chủ giáo lạnh lùng, khu cơ chủ giáo, thánh đường không phải là nơi để ngươi độc đoán, rốt cuộc Diệp công tử có phải là thánh tử Bỉ Ngạn hay không, cũng không phải do một mình ngươi quyết định. Vẻ mặt khu cơ chủ giáo chợt trở nên khó coi, tất nhiên là sự nghi ngờ sẽ nhiều hơn. Lão già này sao lại đột ngột chọn phe thế kia? Nên biết rằng lão già này là người cẩn thận nhất trong bốn chủ giáo bọn họ, tình huống công khai chọn phe này rất ít khi xảy ra. Khu cơ chủ giáo nhìn về phía Diệp Quân, cau mày. Giờ phút này ông ta đã bình tĩnh lại. Không nói gì khác, thanh niên trước mặt đúng là không bình thường, nhất là thực lực và thanh kiếm đó. Hơn nữa, Chu Lăng và đại chủ giáo không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu thanh niên ở trước mặt muốn lừa dối bọn họ là chuyện không thể xảy ra. Nghĩ đến đây, khu cơ chủ giáo chợt hơi hoài nghi. Má nói, rốt cuộc ai mới là thánh tử Bỉ Ngạn chứ? Vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, mọi người quay đầu lại nhìn, có một ông lão đang bước tới từ xa, ông lão mặc áo choàng tuyết rộng rãi, tay trái cầm một cuốn sách cổ, tay phải cầm gậy gỡ, không biết ông ta đã sống được bao nhiêu năm mà trông rất già. Bên cạnh ông lão có một chàng thanh niên ấy mày kiếm mắt tinh, mũi thẳng đuột, mặc một bộ áo bảo màu xanh, cả người thẳng tắp, khí thế bất phàm. Nhìn thấy ông lão, tất cả mọi người trong sân đều vội vàng cung kính cúi chào, kính chào giáo chủ. Giáo chủ, ngoại trừ hai chân thánh trong truyền thuyết ra, người ở trước mặt này chính là người thống trị cao nhất ở Bỉ Ngạn giới. Chu Lăng cũng cung kính cúi chào, giáo chủ khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Vừa nói, ông ta vừa đi đến bên ghế thánh ngồi xuống, thanh niên kia thì đứng bên phải ông ta. Ánh mắt giáo chủ rơi lên người Diệp Quân, ánh mắt lộ ra vẻ hiền hậu, ông ta mỉm cười, Chu Lăng, đây chính là thánh tử Bỉ Ngạn mà ngươi nói sao? Chu Lăng cung kính trả lời, vâng. Giáo chủ gật đầu, vừa hay,
Chàng thanh niên bên cạnh ta cũng tự xưng là thánh tử Bỉ Ngạn, y vừa nói với ta, ý chí thuyền thánh truyền rằng, bọn dị đoan đang quấy nhiễu Bỉ Ngạn giới của chúng ta, mục đích chuyến đi này của y là quét sạch bọn dị đoan. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, nghe nói người tới từ biển khổ giới. Nghe thấy thế, vẻ mặt Chu Lăng chợt thay đổi. Diệp Quân mỉm cười nói, ừ. Giáo chủ nhìn Diệp Quân cười nói ngươi là thánh tử Bỉ Ngạn, nhưng ngươi có bằng chứng gì không? Diệp Quân nói, ta có thánh khí Bỉ Ngạn thật sao? Chàng thanh niên ở bên cạnh chợt bật cười, vừa hay, ta cũng có thánh khí Bỉ Ngạn. Diệp Quân nhìn thanh niên, thật là trùng hợp. Thanh niên quan sát Diệp Quân một lúc, cười nói, không biết thánh khí Bỉ Ngạn ấy là thứ gì, ngươi có thể lấy ra cho mọi người xem không? Diệp Quân cười nói, Chi Băng, huynh đài lấy ra cho mọi người xem trước đi. Thanh niên gật đầu, cười nói, được. Dứt lời, y đột ngột xòe lòng bàn tay ra, một hòn đá xuất hiện trong tay y, hòn đá ấy chỉ lớn bằng nắm tay, hình dạng khác thường, trên đá có khắc ba dòng chữ quá khứ, hiện tại, tương lai. Đá đạo tối có người ở trong sân kêu lên. Ở bên cạnh Diệp Quân, tim tổ đạo đập thật nhanh, ánh mắt không che giấu được nỗi tham lam, nhưng nhanh chóng bị y che đi. Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, đá đạo tố không phải là thứ A tổ muốn có hay sao? Thanh niên nhìn Diệp Quân cười nói, người có nhận ra vật này không? Diệp Quân gật đầu, biết, đá đạo tố, có thể gọi bản thân mình ở quá khứ đến hiện tại dung hợp lại với nhau. Thanh niên cười nói, quả nhiên ngươi cũng không biết sức mạnh thật sự của vật này, nhưng cũng không sao, có lẽ các chủ giáo trong sân biết. Nhóm chủ giáo ở trong điện im lặng. Vẻ mặt của Chu Lăng và đại chủ giáo u ám, tất nhiên là bọn họ biết được sức mạnh thực sự của đá đạo tố rồi, bởi vì vật này đã được ghi lại bên trong thánh đường. Nếu vật này rơi vào trong tay chân thánh, việc đó đồng nghĩa với bất khả chiến bại, bởi vì chân thánh có thể gọi bản thân ở ngày hôm qua và ngày mai dung hợp lại với nhau. Điều này đồng nghĩa với việc tăng 3 lần sức mạnh trong phút mốt. Một chân thánh, lập tức biến thành 3 chân thánh. Điều đó kinh khủng đến nhường nào chứ? Đây là thánh khí Bỉ Ngạn đích thực. Không cần tranh cãi. Trong điện, mọi người vội vàng nhìn sang Diệp Quân. Thanh niên cũng nhìn Diệp Quân, nở nụ cười bình tĩnh, huynh đài, đến lượt ngươi. Diệp Quân nhìn xung quanh, chỗ này hơi hẹp. Chỉ bằng chúng ta đổi sang nơi khác đi. Vừa nói, hắn vừa mang tất cả mọi người vào trong tiểu tháp. Sau khi vào trong tiểu tháp, vẻ mặt mọi người trong sân lập tức thay đổi. Thanh niên kia cũng thết ở trong tháp 10 năm. Bằng một ngày ở bên ngoài. Mọi người đều hơi ngơ ngác như đang nằm mơ, hơi không thực tế. Vẻ mặt giáo chủ cũng trở nên nghiêm túc. Đột nhiên Diệp Quân hỏi, mọi người có nhận ra tháp này không? Mọi người nhìn về chỗ Diệp Quân, giây phút này, vẻ mặt nhìn Diệp Quân của họ đã thay đổi. Lúc này, vẻ mặt của khu cơ chủ giáo trở nên khó coi, ông A nhìn Diệp Quân, trong lòng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ. Người này thật sự là thánh tử Bỉ Ngạn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lý trí nói cho ông ta biết khả năng cao người này thực sự là thánh tử Bỉ Ngạn. Nhất là khi nhớ đến dáng vẻ ngông cuồng của người này lúc đầu. Nếu không phải là thánh tử Bỉ Ngạn thì sao hắn dám rút kiếm ở nơi đây chỉ vì vài câu không vừa ý chứ? Nghĩ đến đây, ông ta chỉ muốn tát mình một bạt tay. Cái tính bộc chộp này của mình. Tại sao lúc đó không chịu nhìn chứ? Tại sao lại độc đoán như vậy chứ? Không biết giờ xin lỗi có còn kịp không nữa? Ở cách đó không xa, vẻ mặt của chàng thanh niên cũng trở nên khó coi. Ở trong tháp 10 năm bằng một ngày ở bên ngoài. Rõ ràng hành động này đã cao cấp hơn rất nhiều lần đá đạo tố của y rồi, y nhìn Diệp Quân, cau mày thật chặt. Thấy mọi người vẫn chưa trả lời, Diệp Quân hỏi lại, mọi người có nhận ra tháp này không? Lúc này, đại chủ giáo mới nói, Diệp công tử, bọn ta không nhận ra vật này vì nó không được ghi lại trong kinh thánh. Diệp Quân mỉm cười, không ghi lại là đúng rồi, bởi vì vật này chính là vật quý nhất trong thuyền thánh, được tên là tháp ổ truyền. Tiểu tháp. Tháp tổ truyền. Một trưởng lão hơi nghi ngờ hỏi, nó có nghĩa là gì? Diệp Quân cười nói, tên không quan trọng, cái quan trọng ở đây là nó chính là vật quý nhất trong thuyền thánh, chưa bao. Giờ lưu truyền ra bên ngoài. Trưởng lão nhìn Diệp Quân, nghĩ thầm, chẳng lẽ tháp này là do tổ truyền lại? Diệp Quân nói tiếp, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người ở trong sân trố mắt nhìn nhau, ai mới là thánh tử Bỉ Ngạn đây?
Bọn họ nhìn thanh niên kia rồi lại nhìn Diệp Quân, lập tức thấy nhức đầu. Cuối cùng, mọi người vội vàng nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ mỉm cười nói, Nam Y, ngươi cho mọi người xem dấu ấn Bỉ Ngạn đi. Thanh niên bước ra rồi vén tay áo mình lên, trên cổ tay phải y có một dấu ấn màu đen, dấu ấn có hình dáng một con thuyền. Dấu ấn Bỉ Ngạn. Bên trong chữ ý chí tối cao, đó là ý chí Bỉ Ngạn. Hàng thật giá thật. Mọi người vội vàng nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân xòe lòng bàn tay ra, ba loại huyết mạch tụ lại trong lòng bàn tay hắn, sau đó huyết mạch tụ lại thành một chiếc thuyền Bỉ Ngạn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trông rất sống động. Mọi người, tổ đạo không dám nhìn thẳng, lập tức quay mặt sang nơi khác. Chu Lăng cũng cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy được vẻ mặt cô ta. Giáo chủ nhìn chăm chăm Diệp Quân, đó là gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, tất nhiên là dấu ấn Bỉ Ngạn rồi, đây là một loại dấu ấn Bỉ Ngạn mới nên mọi người mới có thể. Nhìn thấy huyết mạch của ta. Vừa nói, hắn vừa tỏa ba loại sức mạnh huyết mạch của mình ra. Khi cảm nhận được ba loại sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân, vẻ mặt mọi người ở trong sân nghiêm túc hẳn lên, vừa rồi họ chỉ chú ý vào tính thật giả của dấu ấn, hiện tại khi họ chú ý đến sức mạnh huyết mạch, họ mới nhận ra sức mạnh huyết mạch này không bình thường. Mạnh bất thường. Ngươi là giải. Nam Y đột nhiên gắn giọng nói, ta mới là thánh tử Bỉ Ngạn thật sự. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta cũng đâu có nói ngươi không phải là thánh tử Bỉ Ngạn. Nghe thấy câu nói này của Diệp Quân, mọi người hơi ngờ vực rối rít nhìn về phía Diệp Quân. Tổ đạo và Chu Lăng cũng nghỉ ngờ. Mà Nam Y cũng hơi ngơ ngác, mấy câu người này có ý gì? Vào lúc này, Diệp Quân nói tiếp, ai nói chỉ có thể có một thánh tử Bỉ Ngạn vậy? Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm Nam Y, ngươi là tiểu thánh tử, ta là đại thánh tử. Mọi người, tiểu tháp, tiểu thánh tử, đại thánh tử, cái quái gì vậy? Diệp Quân vừa nói lời này ra, tất cả người trong sân lập tức trở nên im lặng, có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Thiếu niên tên là Nam Y đó cũng hơi há miệng, mở to hai mắt, nhất thời bị lời nói của Diệp Quân làm cho bối rối. Tổ đạo nhìn Diệp Quân. Trong lòng cực kỳ cảnh giác, chết tiết, tên tiểu tử này không phải là một người tốt lành gì. Sở dĩ y đi theo Diệp Quân, đương nhiên là có mưu tính, mà từ khi bắt đầu đến bây giờ, y không quan tâm đến Diệp Quân. Theo y, mặc dù thiên phú và sức chiến đấu của Diệp Quân đều rất tốt, nhưng dù sao vẫn là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nhưng bây giờ sau khi tiếp xúc mấy ngày qua, y phát hiện ra Diệp Quân này quả thực là một bụng xấu xa. Hơn nữa, là một kiếm tu mà lại có thể nói dối không chớp mắt, và không hề đỏ mặt chút nào. Mặt dày này là học được từ ai vậy chứ? Sợ rằng ngay cả sức mạnh ác đạo của Phản Chiêu Đế cũng không thể phá được. Chu Lăng liếc nhìn Diệp Quân, không nói gì, không thể không nói, cô ta cũng rất bất ngờ, cô ta không ngờ rằng Diệp Quân lại nói như thế. Giáo chủ nhìn chăm chằm vào Diệp Quân, ông ta dường như không nghe rõ lời nói của Diệp Quân, người nói, người là đại thánh tử. Nam Y là tiểu thánh tử sao? Diệp Quân gật đầu, bình tĩnh nói, ừi. Giáo chủ nói, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này, thánh tử đều chỉ có một người. Khi nói lời này, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không tức giận gì, nhưng tất cả mọi người trong sân đều cảm thấy một loại cảm giác áp bức vô hình. Nhưng cảm giác áp bức này đối với Diệp Quân lại không có bất kỳ tác dụng gì, trải qua mất trận chiến lớn trước đó. Hiện tại hắn gần như đã miễn dịch với sự uy hiếp của những cường giả bình thường. Muốn dùng khí thế trấn áp hắn, về cơ bản là không thể được. Diệp Quân khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, trước kia không có nghĩa là sau này không có. Giáo chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, yên lặng không nói gì. Những người xung quanh cũng im lặng, vào giờ phút này, bọn họ cũng hơi mơ hồ, xuất hiện hai vị thánh tử. Trực giác nói với bọn họ. Đây là chuyện không đúng lắm. Nhưng nếu Diệp công tử trước mặt này không phải là thánh tử Bỉ Ngạn, vậy tòa tháp nhỏ này giải thích như thế nào? Ngoại trừ bên ngoài thuyền Bỉ Ngạn, bọn họ thực sự không thể nghĩ ra còn ai có thể tạo ra một thần vật tuyệt vời như vậy, thậm chí còn tuyệt vời hơn cả đá đạo tố nữa. Thật ra, lúc này Nam Y cũng hơi nghi ngờ cuộc sống, y không ngờ rằng tòa tháp nhỏ mà người thiếu niên trước mặt này dâng lên vậy mà còn nghịch thiên hơn cả đá đạo tố nữa. Điều này khiến y ngờ vực. Chẳng lẽ tên này cũng nhận được ý chỉ của thuyền thánh Bỉ Ngạn sao? Nam Y nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi nói ngươi là đại thánh tử, vậy ngươi nói xem nhiệm vụ của ngươi là gì?
Diệp Quân bình tĩnh nói, chống lại dị đoan. Điều này đương nhiên là suy đoán của hắn. Đương nhiên, không phải là hắn đoán bừa, hai người xuất hiện trước đó không phải là để đối kháng dị đoan sao. Nghe thấy lời của Diệp Quân, trái tim nam y đập thình thịch, nhưng y vẫn không từ bỏ ý định, lại nói chống lại dị đoan nào. Diệp Quân nhìn y, cười nói, công bằng mà nói, đến lượt ta hỏi ngươi rồi. Nam y hơi nhíu mày, chỉ nghe Diệp Quân hỏi, ngươi chống lại dị đoan nào. Nam y yên lặng một lát, sau đó mới nói, thuyền thánh Bỉ Ngạn truyền thần ý xuống, nói rằng có một người dị đoan họ Dương sắp tới Bỉ Ngạn giới của chúng ta, sự xuất hiện của người này sẽ mang theo thảm họa lớn cho Bỉ Ngạn giới. Nghe đến đây, mí mắt Diệp Quân đột nhiên giật giật. Con mẹ nó! Họ Dương sao? Đây là đang nói đến mình à? Nam y nhìn Diệp Quân, còn ngươi thì sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, chống lại dị đoan. Nam y hơi cau mày, cũng là vì chống lại dị đoan họ Dương đó sao? Diệp Quân lắc đầu, không, ta chống lại với một dị đoan họ Phản. Nam y hơi nghi ngờ, họ Phản sao? Diệp Quân gật đầu nói, người này là một ác đạo, thực lực vô cùng lợi hại, không bao lâu nữa, cô ta sẽ vượt qua biển khổ giới, đến đây. Vừa nói, hắn vừa nhìn mọi người trong sân, rồi nói, thực lực của người này quá mạnh, cũng chính vì như vậy, thuyền thánh mới có thể ban cho ta tòa tháp này, mục đích chính là giúp đỡ các vị nhanh chóng trở thành chân thánh, cùng nhau chống lại đại kiếp nạn khủng khiếp sắp tới. Diệp Quân vừa nói xong, mọi người trong sân đều kinh ngạc nhìn hắn. Một trong những trưởng lão không nhịn được nói, Diệp, công tử, cái tòa tháp nhỏ này, bọn ta cũng có thể dùng sao? Diệp Quân gật đầu, dĩ nhiên. Trưởng lão đó đột nhiên kích động nói, Diệp công tử cái gì? Một trưởng lão mặc áo đen ở bên cạnh trưởng lão đó đột. Nhiên trừng mắt nhìn trưởng lão đó, dậm chân nói, hãy gọi là thánh tử. Mọi người, vào giờ phút này, mọi người đều rất hào hứng. Vì bọn họ không ngờ rằng, bọn họ lại có thể nghiên cứu và tu luyện trong tòa tháp này. 10 năm bên trong tòa tháp, bằng một ngày ở bên ngoài. Điều này có khác gì với gian lận đâu. Giáo chủ cũng hơi bất ngờ, bởi vì ông ta không ngờ rằng Diệp Quân lại sẽ nói như vậy. Mọi người đều có thể sử dụng. Đừng nói là những trưởng lão này, ngay cả ông ta cũng hơi động lòng. Nhưng, ông ta biết rõ, Nam Y ở bên cạnh mới là thánh tử thật sự. Nhưng, giáo chủ nhìn xung quanh, suy nghĩ lại, ai nói là không thể có hai thánh tử chứ? Tổ đạo liếc nhìn Diệp Quân, trong lòng hơi phức tạp, lúc này y chợt phát hiện ra, cho tới nay, y thực sự đã đánh giá thấp người này, đầu óc của người này giống với người họ Phản đó, đều cao hơn bình thường, sau này y nhất định phải cẩn thận, không thể để mắc vào chiêu trò của tên tiểu tử này. Thấy vẻ mặt của mọi người, sắc mặt Nam Y hơi buồn bã bởi vì y phát hiện ra những vị trưởng lão trước mặt này đã hình thành một cộng đồng lợi ích chung với tên thiếu niên này rồi. Lúc này, nếu y làm ngược lại thì không sáng suốt, bởi vì y có làm ngược lại thì tương đương với việc cản trở con đường tu luyện của người khác. Bây giờ cho dù người thiếu niên này không phải là thánh tử, những trưởng lão này cũng sẽ coi tên thiếu niên này thành thánh tử. Nghĩ đến đây, Nam Y bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Quân, chắp tay nói, Diệp huynh. Nếu ngươi và ta đều là thánh tử, không biết ta có thể vào tòa tháp này nghiên cứu tu luyện hay không? Lúc này, làm ngược lại là không sáng suốt, làm sao để có được lợi ích mới là đứng đắn. Diệp Quân nhìn Nam Y, hơi kinh ngạc, nhưng hắn không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng mỉm cười, đương nhiên nhưng, ta cũng khá tò mò về đá đạo tố trong tay Nam huynh đó, đến lúc đó không biết có thể cho ta mượn nghiên cứu chút được không? Nam Y hơi do dự, sau đó mỉm cười nói, đương nhiên. Nghe vậy, tổ đạo ở bên cạnh lập tức vui mừng khôn xiết, y nhìn Diệp Quân, ánh mắt phát sáng, chết tiệt, đây chính là một nhân tài. Vốn dĩ không biết trước được tương lai, không biết sẽ cần phải chờ bao lâu mới có thể khôi phục tu vi, nhưng bây giờ, khả năng khôi phục tu vi đang ở ngay trước mắt. Đây thực sự là một bất ngờ rất lớn. Với sự thừa nhận của Nam Y, thân phận của Diệp Quân cuối cùng cũng được xác định. Hai vị thánh tử. Suy nghĩ lại. Cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, giáo chủ đó đột nhiên nói, các ngươi nói thuyền thánh truyền thần ý xuống, có dị đoan muốn tiến vào giới Bỉ Ngạn của chúng ta sao? Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Dị đoan ồ, năm đó cái bóng mà cái tên gọi là chủ nhân bút đại đạo đó mang đến cho giới này cho đến bây giờ vẫn còn chưa biến mất. Bây giờ lại có dị đoan đang đến.
Hơn nữa, để chống lại dị đoan mới này, vậy mà còn phái hai vị thánh tử đến, xem ra, dị đoan mới này không hề đơn giản. Nam Y trầm giọng nói, ta nhận được thần ý là, có một người họ Dương. Diệp Quân đột nhiên nói, bọn họ là cùng một phe. Nam Y nhìn về phía Diệp Quân nghiêm túc nói, Phán Chiêu Đế và tên họ Dương đó là cùng một phe, không chỉ như vậy, cô ta và chủ nhân Bút Đại Đạo cũng là một phe, mà bây giờ, Phán Chiêu Đế đã đạt tới cảnh giới tế chúng sinh ở biển khổ giới, thực lực đã đạt đến một tầm cao mà trước đó chưa từng có. Tiếp theo, mục tiêu của cô ta chính là bên này. Tế chúng sinh. Giáo chủ đột nhiên hỏi, có thể nói rõ hơn được không? Diệp Quân gật đầu, sau đó kể lại tất cả những việc Phản Chiêu Đế đã làm, đương nhiên, y có giấu giếm một số chuyện. Sau khi nghe Diệp Quân nói xong, ánh mắt của tất cả các trưởng lão trong sân đều nghiêm nghị. Tế hàng tỷ sinh linh. Điều này thật tàn ác. Đây chính là dị đoan hoàn toàn. Lúc này Diệp Quân lại nói, lúc này thực lực cô ta cực mạnh. Vì vậy ưu tiên hàng đầu là chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực lên, không thể bị người này đánh trở tay không kịp. Kể từ hôm nay, các vị có thể tiến vào trong tòa tháp nhỏ này tu luyện bất kỳ lúc nào. Về thời không đặc thù trong nơi này, các vị cũng có thể đến nghiên cứu tìm hiểu bất kỳ lúc nào. Tóm lại, trước khi người phụ nữ đó đến đây, chúng ta nhất định phải tăng thực lực lên một cảnh giới. Tăng lên một cảnh giới. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, mọi người lập tức sôi máu. Phần lớn bọn họ đều chỉ cách chân thánh một nửa bước nữa, nếu tăng lên một cảnh giới thì không phải là chân thánh sao? Chu Lăng đột nhiên nói, đây quả thực là ưu tiên hàng đầu, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng, từ giờ trở đi, lập tức kích hoạt trận pháp phòng thủ ở biển khổ giới, nếu bây giờ người phụ nữ đó vượt biển tới, cũng có thể ngăn chặn cô ta. Ở bên biển khổ giới, lúc đầu có một đại trận do chân thánh sắp đặt, mục đích để đề phòng chủ nhân Bút Đại Đạo, tuy nhiên, thời gian trôi qua, mọi người dần dần nới lỏng cảnh giác, bởi vì trận đại chiến năm đó đã qua rất lâu rồi, cộng với việc có biển khổ giới ngăn chặn, hơn nữa, những năm gần đây không có người nào đến từ nơi đó, cho nên mọi người cũng không quan tâm đến bên đó nữa. Giáo chủ dẫn đầu gật đầu, nên như vậy. Nói rồi, ông ta nhìn về phía mọi người, lập tức triệu hồi tất cả các kỵ sĩ thánh vệ đang tuần tra bên ngoài, đồng thời thông báo cho các đại tế ti, yêu cầu bọn họ lập tức đi đến biển khổ giới trước. Kích hoạt tất cả các trận pháp lên, giới bỉ ngạn bước vào cấp độ cảnh giới cấp muội. Mọi người khẽ gật đầu, tuân thủ giáo lệnh, mọi người đang chuẩn bị rời đi, giáo chủ lại nói, sau khi bố trí xong, lập tức truyền lệnh cho tất cả các thánh vệ tiến vào thời gian nghiên cứu. Vừa nói ông ta vừa nhìn Diệp Quân gật đầu, được. Giáo chủ gật đầu, mọi người đi đi. Mọi người quay người rời đi. Giáo chủ nhìn về phía Diệp Quân. Sắc mặt ân cần, Diệp Thánh Tử, không biết Thánh Tử có yêu cầu gì không? Chỉ cần trong khả năng cho phép, bỉ ngạn giới ta đều sẽ đồng ý. Diệp Quân nghiêm túc nói, vì thuyền thánh, vì muôn vạn chúng sinh. Ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Tổ đạo sững sờ một chút, sau đó suy nghĩ lại thì vô cùng sợ hãi. Con mẹ nó, hai người này đang chơi đấu trí. Giáo chủ nói câu đó với Diệp Quân. Không phải là thật sự muốn hỏi hắn có yêu cầu gì, mà đang thăm dò xét xem mục đích chân chính khi tới bỉ ngạn giới của hắn. Hiển nhiên, mặc dù giáo chủ đã xác nhận Diệp Quân là đại thánh tử, nhưng, vẫn không yên tâm về hắn. Sở dĩ ông ta thừa nhận, hoàn toàn là vì không thể từ chối sự cám dỗ của tiểu tháp, nhưng đồng thời, ông ta lại lo Diệp Quân có ý đồ gì không thể nói với người khác, cho nên, mới hỏi như vậy. Tuy nhiên trong nháy mắt Diệp Quân đã nhìn thấu ý đồ của giáo chủ. Tổ đạo nhìn thật sâu vào Diệp Quân, chủ ý đồ của thằng nhóc này, cũng nhiều quá đấy. Trước mặt Diệp Quân, sau khi giáo chủ nhìn Diệp Quân một hồi lâu, mới khẽ cười nói, hay cho câu vì thuyền thánh, vì muôn vạn chúng sinh. Nói rồi, ông ta hành lễ, thánh tử, ta đi xử lý mấy chuyện trước, sau khi xử lý xong, sẽ tới đây chiêm ngưỡng phép màu. Diệp Quân cũng đáp lễ. Hoan nghênh giáo chủ tới bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Diệp Quân đáp lễ, sắc mặt giáo chủ xuất hiện ý cười, ông ta quay người biến mất tại chỗ. Trong sân chỉ còn lại Nam Y và Tổ Đạo. Diệp Quân nhìn Nam Y, cười nói, Nam huynh có chuyện à? Nam Y nhìn Diệp Quân, nói chuyện tí chứ. Diệp Quân gật đầu, được. Nam Y nhìn Tổ Đạo. Diệp Quân khẽ cười nói, y là người của ta sẽ không giấu y chuyện gì cả.
Tổ đạo nhìn Diệp Quân, không nói gì. Nghe Diệp Quân nói vậy, Nam Y gật đầu, sau đó nói, Diệp huynh, huynh nói thật với ta đi, tiểu tháp thật sự là do thuyền thánh ban cho à? Diệp Quân không do dự, gật đầu, Nam Y nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân cười nói, Nam huynh muốn nói gì? Nam Y hơi do dự, sau đó nói, Diệp huynh, có thật là huynh cũng vì đối phó với tên dị giáo họ Dương không? Diệp Quân nói, đương nhiên rồi, nếu không ta tới đây làm gì? Nam Y gật đầu, nếu chúng ta đã cùng mục tiêu, tất nhiên phải đồng lòng hợp sức, huynh nói xem. Diệp Quân nói, đương nhiên, Nam Y bỗng mở lòng bàn tay ra, viên đá đạo tố kia xuất. Hiện trong tay Y, Y nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, huynh lấy đi nghiên cứu đi. Nói rồi, Y mở lòng bàn tay ra, viên đá đạo tố kia từ từ bay đến trước mặt Diệp Quân. Tổ đạo ở bên nhìn thấy cảnh này, mí mắt co giật. Diệp Quân nhận viên đá đạo tố, sau khi quan sát một chút, cười nói, Nam Y huynh, huynh cũng có thể tu luyện và lĩnh hội ở chỗ này, còn lĩnh hội được bao nhiêu, phải xem chính huynh rồi. Nam Y trầm giọng nói, cảm ơn. Đối với nơi này, tất nhiên Y cũng tò mò vô cùng, trong tháp 10 năm, bằng bên ngoài một ngày, loại phương pháp sáng tạo phi thường này, quả là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể lĩnh hội điều huyền bí trong đó, có lẽ đạt đến chân thánh không phải điều quá khó. Chân thánh, thân là thánh tử, mục tiêu cuối cùng đương nhiên là chân thánh, còn nơi này, chắc chắn có thể rút ngắn thời gian để Y đạt đến chân thánh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Y bằng lòng hợp tác với Diệp Quân. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, vì sao không làm? Còn đối phương có thật sự là thánh tử của Bỉ Ngạn không, thật ra hoàn toàn không quan trọng. Diệp Quân cầm viên đá đạo tố kia và tổ đạo tới một sa mạc hoang vu, hắn quay người nhìn tổ đạo, sắc mặt tổ đạo nịnh nọt. Lúc này, dù bảo Y gọi Diệp Quân là cha, Y cũng sẽ không do dự. Diệp Quân quay người nhìn tổ đạo, chắc người còn nhớ lời thề của mình ngươi. Tổ đạo vội nói, nhớ nhới. Biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng lúc này trong lòng Y đang cười lạnh, lời thề vu vơ sao có thể ràng buộc Y được. Chỉ cần hồi phục được tu vi, Y sẽ lập tức chạy trốn. Tin vào thằng nhóc này á? Nằm mơ. Diệp Quân nhìn tổ đạo ngoan ngoãn vô cùng, sau đó cười, đưa viên đá đạo tố cho Y. Nhận lấy đá đạo tố, tổ đạo nóng lòng muốn thúc đẩy nó, nhưng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, mốc thời gian của ngươi và phản chiêu đế trùng khít, ngươi triệu hồi mình về như vậy, sẽ không kinh động tới cô ta chứ? Phản chiêu đế. Nghe thấy cái tên này, tổ đạo lập tức bình tĩnh, Y châm giọng nói, ta cũng không dám bảo đảm. Diệp Quân cau mày. Tổ đạo lại nói, không còn cách nào, ta chỉ có thể chọn thử xem thôi. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Tổ đạo nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn đá đạo tố trong tay, hai mắt Y từ từ nhắm lại, trước mặt Y, viên đá đạo tố kia bỗng run nhẹ, giây phút đó, trong đá đạo tố xuất hiện một mảnh quang âm tuế nguyệt trường hà vô biên vô tận. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào dòng quang âm tuế nguyệt trường hà kia, dưới sự thúc đẩy của tổ đạo, mảng quang âm tuế nguyệt kia đột nhiên dập dờn hết đợt này tới đợt khác như làn sóng. Tổ đạo nhìn chằm chằm vào mảnh quang âm tuế nguyệt trường hà kia, dòng thời gian của ông ta đang nhớ lại, chẳng mấy chốc đã xuất hiện lúc ông ta và tổ đạo vừa tới biển khổ giới, qua một lúc nữa, cảnh tượng thời gian trong đó lại biến thành tổ đạo nằm sấp trên ấn tổ đạo vượt biển. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tổ đạo lập tức hơi khó coi. Tiếp tục nhớ lại. Dần dần, hai tay Diệp Quân từ từ nắm chặt lại, vì lúc này đúng lúc đang nhớ lại lúc đám người tam tỷ hy sinh vì hắn. Sở dĩ có thể thấy cảnh này, là vì trong cuộc chiến đó, tổ đạo luôn quan sát ở bên kia biển. Hai tay Diệp Quân từ từ nắm lại, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh quang âm tuế nguyệt trường hà kia, lúc này, tim hắn như bị một bàn tay bóp chặt, căn bản không thể thở nổi. Nhìn đám người tam tỷ lần lượt chết trong biển khổ giới. Hai mắt Diệp Quân từ từ nhắm lại, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại mở mắt ra, nhìn chăm chằm vào mảnh quang âm tuế nguyệt trường hà, rất nhanh, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, khoảnh khắc lúc thấy Lăng Tiêu chết trận, tầm mắt của hắn bỗng trở nên mờ mịt, run rẩy nói, đại cai. Tổ đạo nhìn Lăng Tiêu chết trận kia, biểu cảm cũng phức tạp, Lăng Tiêu này là đối thủ của Y, hơn nữa đã đấu cả đời, Y cực kỳ công nhận Lăng Tiêu, cũng từng lôi kéo mấy lần. Nếu người này sinh cùng một thời với Y, hai người cùng chạy, thì Y thật sự không có bất kỳ cơ hội thăng nào. Cả Phản Chiêu Đế,
nếu Phạn Chiêu Đế không dung hòa với tu vi của Tổ Đạo Y, rất có khả năng đã chết dưới thuật đồ đao của Lăng Tiêu rồi. Đao cuối cùng đó quá khủng bố. Hy sinh thân mình. Thế mà lại có thể tạo ra cảnh giới khủng bố như vậy. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Lăng Tiêu lại gặp phải Phạn Chiêu Đế còn biến thái hơn. Vừa nghĩ tới đây, Tổ Đạo lại tức giận. Mình đúng là ngu xuẩn. Trong đá đạo tố, cảnh tượng bỗng biến đổi, Tịnh Tông Chủ xuất hiện trong tầm mắt Diệp Quân, lúc thấy Tịnh Tông Chủ biến thành tượng, ánh mắt hắn dần đỏ hoe. Trong lòng Diệp Quân run rẩy nói, tháp gia, đáng lẽ ta nên chết với bọn họ. Tiểu tháp nói, biết tại sao bọn họ lại liều mạng cứu ngươi như vậy không? Là vì bọn họ cho rằng tương lai ngươi nhất định có thể đánh bại người phụ nữ kia. Diệp Quân lắc đầu, lúc này, tim hắn như bị kim đâm, trong người hắn, huyết mạch phong ma đã bắt đầu sôi trào, toàn thân hắn, phát ra sức mạnh huyết mạch khủng bố. Thấy cảnh này, sắc mặt Tổ Đạo lập tức thay đổi, y vẫn hơi sợ Diệp Quân phát điên. Y vội thúc đẩy đá đạo tố nhớ lại. Khi Tổ Đạo tăng tốc độ thúc đẩy đá đạo tố, chẳng mấy chốc, mảnh quang âm tuế nguyệt trường hà kia dâng lên những đợt sóng gợn, nháy mắt, hình ảnh chuyển đến cảnh y đạt đến cảnh giới tế chúng sinh. Thấy cảnh này, Tổ Đạo lập tức kích động, y nhìn thấy mình ở đỉnh cao, còn lúc này, Phạn Chiêu Đế đang chiếm đoạt tu vi của y, nhìn thấy Phạn Chiêu Đế chiếm đoạt tu vi của y, ánh mắt y lập tức lạnh tanh. Y thật sự rất hận. Tổ Đạo hít một hơi thật sâu, khi y muốn tiếp tục tìm hiểu, thì đúng lúc này, chỉ thấy Phạn Chiêu Đế bỗng ngẩng đầu nhìn về chỗ bọn họ, ánh mắt cô ta rơi xuống người Diệp Quân, trong mắt cô ta, là biển mắt vô tận. Thấy Phạn Chiêu Đế nhìn tới, trong lòng Tổ Đạo sợ hãi, mẹ nó, đối phương lại có thể phát hiện ra mình à. Y vội thúc đẩy đá đạo tố, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Phạn Chiêu Đế bỗng chỉ tay vào không trung. Âm ầm. Giây phút đó, cả thời không quang âm tuế nguyệt trong đá đạo tố đều sôi trào, tiếp đó, một luồng sức mạnh ác đạo mạnh mẽ xông qua đá đạo tố lao tới chỗ Tổ Đạo. Mái Tổ Đạo lập tức sợ tới hồn bay phách tán. Đúng lúc này, Diệp Quân kéo Tổ Đạo ra, hắn đâm một kiếm. Ầm. Kiếm quang tan vỡ, Diệp Quân và Tổ Đạo lùi về liên tục, sau khi dừng lại, Tổ Đạo vội đóng đá đạo tố vào, còn lúc mảnh quang âm tuế nguyệt trường hà kia hoàn toàn biến mất. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân trong mọi thời không tuế nguyệt trường hà, cười khinh nói, chỉ như vậy thôi à. Vừa dứt lời, quang âm tuế nguyệt trường hà đã đóng lại hoàn toàn. Trong sân, Tổ Đạo tê liệt ngồi xuống đất, lẩm bẩm như mất hồn, xong rồi, hoàn toàn xong rồi, người phụ nữ này vô địch rồi. Diệp Quân im lặng, sắc mặt cũng hơi khó coi, người phụ nữ đó thật sự có thể can dự vào thế giới tương lai. Thực lực này, Diệp Quân hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn từ từ trở nên kiên định, hắn nhìn Tổ Đạo tê liệt tuyệt vọng ngồi dưới đất bên cạnh, đừng có xong rồi nữa, chúng ta không phải không có hy vọng. Tổ Đạo lắc đầu, sắc mặt tuyệt vọng, hết hy vọng rồi, người phụ nữ đó có thể chém qua cả tương lai, còn xuyên qua đá đạo tố trong truyền thuyết đấy, người biết không? Vừa nãy cô ta chỉ tùy tiện ra tay, đã áp chế được hai loại đại đạo, một loại là đại đạo của đá đạo tố, một loại là sức mạnh của cô ta trên vũ trụ đại đạo của bỉ ngạn giới. Mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta đấy. Diệp Quân đột nhiên nói, ngươi có thể đầu hàng không đánh không? Tổ Đạo quay đầu nhìn Diệp Quân bình tĩnh nói, nếu đã không thể đầu hàng không đánh, ngoài nỗ lực hết sức ra, ngươi còn có lựa chọn khác à? Tổ Đạo im lặng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, cô ta rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội, bây giờ ta phải bế quan tu luyện, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Tổ Đạo đột nhiên run rẩy nói, vừa nãy cô ta nhìn ta và ngươi rồi, nói cách khác, cô ta biết ta và ngươi vẫn còn sống sau trận đấu đó. Diệp Quân dừng chân lại. Diệp Quân đứng tại chỗ, mặt vô cảm, hai tay nắm chặt, Phạn Chiêu Đế nhìn thấy hắn qua thời không, cũng có nghĩa là lúc đó đối phương đã biết hắn không chết, vậy có phải đối phương có thể nhìn thấy những chuyện xa hơn không? Tương lưu Phạn Chiêu Đế có thể biết trước tương lai không? Hắn không rõ. Nhưng hắn hiểu rõ, hắn còn sống tới bên đây, chắc chắn có quan liên quan tới chủ nhân bút đại đạo. Bây giờ rất có khả năng hắn đang ở trong một trò chơi, mà với thực lực của Phạn Chiêu Đế và chủ nhân bút đại đạo, căn bản không cần đặt một cái bẫy phiền phức như vậy. Nói cách khác, người mà chủ nhân bút đại đạo và Phạn Chiêu Đế thật sự muốn đối phó, rất có khả năng là cô. Sau khi Diệp Quân im lặng một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu, quay người nhìn Tổ Đạo. Cho dù có âm mưu gì,
bây giờ chuyện chúng ta có thể làm là gặp chiêu nào xử chiêu đấy, chứ không phải tuyệt vọng chờ chết, ngươi phải vui lên, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi khôi phục tu vi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ở vị trí cũ, Tổ Đạo ngồi xuống đất, sắc mặt ầm rầm, rất lâu sau, y mới hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Đúng như Diệp Quân nói, bây giờ dù y đầu hàng thì Phản Chiêu Đế cũng sẽ không bỏ qua cho y. Chỉ còn cách duy nhất là liều mạng. Hình như nghĩ tới gì đó, y quay đầu nhìn xung quanh, lúc này y bỗng ý thức được, trước khi chưa khôi phục được tu vi, mình có thể tu luyện ở đây, nhưng vừa nghĩ tới phải bắt đầu lại từ con số không là y muốn điên rồi, y tu luyện hàng trăm triệu năm mới đạt tới cảnh giới đạo ngã tự tại, bây giờ phải tu luyện lại. Mẹ nó, y không tu luyện nữa. Vẫn nên đợi sau này có cơ hội tìm lại tu vi trong đá đạo tố thôi. Bên khác, Diệp Quân đi tới một bên rồi ngồi xuống, hai mắt từ từ nhắm lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, người phụ nữ đó, thật sự rất khủng bố, không thể khinh thường. Diệp Quân khẽ gật đầu, hai tay hắn từ từ nắm chặt, ánh mắt kiên định chưa từng có, ta phải trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Trước đó, hắn chưa từng gặp đối thủ có cấp bậc này. Hơn nữa đối thủ còn là dạng tăng trưởng, cho dù thiên phú hay chỉ số thông minh của đối phương, đều là đỉnh cao trên thế giới. Cảm giác gấp rút. Có người như vậy làm đối thủ, lúc nào Diệp Quân hắn cũng phải duy trì cảm giác gấp rút, không dám buông lỏng tí nào. Tiểu Tháp cũng nói, phải cố gắng hơn, cũng phải gấp rút hơn, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian đâu. Diệp Quân gật đầu, hắn thu hồi suy nghĩ. Bắt đầu cảm nhận phong ấn ác đạo giữa lông mày mà lúc đầu Phản Chiêu Đế để lại. Lúc đầu hắn thử dùng ác niệm của mình tiếp xúc với phong ấn ác đạo đó, không ngờ lại thành công, hơn nữa điều này cũng khiến hắn phát hiện ra một phương hướng mới. Hòa thuận với ác niệm của mình. Không ai địch lại. Ai không có ác niệm. Đương nhiên, ác niệm cũng có loại to loại nhỏ, trong lòng mỗi người đều có một mặt tăm tối, chỉ là nhiều lúc, vì có luật lệ và sự đàn áp của đạo đức chính mình. Do đó, mặt tăm tối này mới được mọi người giấu kín. Nhưng nó thật sự tồn tại. Lắm người nhiều lúc vẫn trốn tránh khỏi mặt tăm tối trong lòng mình. Đương nhiên, biết được mặt tăm tối trong mình, cũng không phải muốn khuất phục trước điều tăm tối này. Lần giải phong ấn đó khiến hắn hiểu, điều hắn cần không phải là khuất phục trước mặt tăm tối này, cũng không phải là hoàn toàn loại bỏ mặt tăm tối này, mà là phải học cách cùng tồn tại. Nhận ra khuyết điểm của mình. Chấp nhận khuyết điểm của bản thân. Thế gian này, nơi có ánh sáng sẽ có bóng tối, nơi có điều tốt thì chắc chắn sẽ có điều xấu, Diệp Quân hắn cũng không thể giải quyết hết điều xấu trên đời. Giống như huyết mạch phong ma vậy. Mỗi lần hắn kích hoạt huyết mạch phong ma, đều rất sợ nó, thậm chí có thể là hơi bài xích, vì mỗi lần kích hoạt huyết mạch phong ma, hắn đều sợ ảnh hưởng tới thần trí. Cũng chính vì vậy, từ lúc đầu tới giờ, huyết mạch phong mà hắn hẳn, thật ra đều chưa từng thật sự là một thể. Không chỉ hắn. Thật ra đến cha hắn và huyết mạch phong ma cũng chưa từng thật sự là một thể. Cũng chỉ có kiếm chủ Thanh Sam mới thật sự là một thể với huyết mạch phong ma, vì cũng chỉ ông ấy mới chưa từng tránh né cái ác trong mình. Nên làm gì thì làm. Thật sự thờ ơ với sống chết, không phục thì cứ làm thôi. Đến nay, biểu hiện trước mặt người ngoài của vị kiếm chủ Thanh Sam này đều rất dễ gần, vì thế giới này đã không còn ai có thể khiến ông ấy tức giận nữa. Lòng bàn tay Diệp Quân từ từ mở ra, quanh người hắn, huyết mạch phong ma bắt đầu dâng trào. Lúc đầu ở thiên mộ giới, hắn đã nghĩ phải thử hòa giải với điều ác trong mình thật tốt, nhưng khi đó thời gian không cho phép, vì vậy, chỉ có thôi. Bây giờ, hắn phải thử hẳn hoi. Huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân là hai con át chủ bài mạnh nhất trong các con át chủ bài của hắn, cũng là con át chủ bài không có giới hạn. Nhưng bây giờ, hắn căn bản chưa phát huy sức mạnh của hai huyết mạch này được. Hắn phải khai quật. Chỉ là toàn thân hắn nóng sôi sùng sục, thời không quanh hắn bắt đầu trở nên đỏ như máu từng chút một. Thân thể Diệp Quân hơi run rẩy. Khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch phong ma khủng bố vô cùng. Sức mạnh của huyết mạch phong ma này, vô cùng vô tận, không có giới hạn, cộng thêm ảnh hưởng của tâm trí, do đó, hắn cảm thấy rất khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần hắn phóng thích huyết mạch phong mà đều phải đè ép huyết mạch phong ma lại. Hắn vừa phải dùng nó, vừa phải đè ép nó, thế này thì sao có thể phát huy uy lực thật sự của nó chứ? Khi thúc đẩy huyết mạch phong ma, theo bản năng Diệp Quân muốn ngăn cản tất cả.
Nhưng lần này hắn không kìm nén xung động này nữa, mà đi cảm nhận ý cảnh của phong ma. Chỉ nháy mắt, cả người hắn trở nên đỏ như máu, ý định giết chóc vô tận lan ra từ thức hải của hắn. Hai tay Diệp Quân nắm chặt lại, hắn vẫn không kiềm chế ý định điên dại lại, lần này ý định điên dại đó cũng không chống đối hắn như thường lệ nữa, ngược lại còn hơi thân cận với hắn. Bấy lâu nay, Diệp Quân đều không ngừng đè ép nó, lần này, là lần đầu tiên Diệp Quân không lựa chọn kiềm chế nó, điều này khiến nó hưng phấn vô cùng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cẩn thận. Lúc này, nó có thể cảm nhận được huyết mạch phong ma rất điên cuồng. Nó hiểu rõ được chỗ khủng bố của huyết mạch phong ma, nếu thật sự cho phép nó điên lên, vậy thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Năm đó lúc chủ nhân cũ hoàn toàn điên dại, đến cả nó còn bị vứt bỏ. Đúng là mất hết tính người mà bây giờ nhớ tới, nó nghĩ lại mà phát sợ. Đương nhiên, chủ nhân đời trước có lúc điên lên, thì hoàn toàn không thích hợp nữa, rất nhiều lần nó đã nghi ngờ chủ cũ muốn cố ý vứt bỏ nó. Chỉ là không có chứng cớ. Giờ này khắc này, thân thể Diệp Quân dần dần bắt đầu run rẩy, sức mạnh huyết mạch phong ma quanh người hắn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh, lệ khí vô tận không ngừng xuất hiện quanh người hắn. Khủng bố! Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận kỹ về huyết mạch phong ma như vậy, còn cảm nhận của hắn là khủng bố. Hắn phát hiện, mặc dù hắn sở hữu huyết mạch phong ma, nhưng chưa từng thật sự cảm nhận về huyết mạch phong ma này, cũng chưa thật sự hiểu về huyết mạch phong ma này. Huyết mạch này, không thể bị đè ép. Đương nhiên, cũng không thể để huyết mạch khống chế, trở thành cỗ máy giết chóc. Điều hắn muốn là, lúc nên tốt thì tốt cho hẳn hoi, lúc nên ác, vậy thì phải thật ác vào. Diệp Quân bắt đầu từ từ tiếp xúc với huyết mạch phong ma, vì hắn không đè ép và chống lại huyết mạch phong ma như trước, nên lần này huyết mạch phong ma cực kỳ thân thiện với hắn, càng không chủ động đi ăn mòn toàn bộ thần trí của hắn. Do đó, dù bây giờ hắn đã đứng ở bờ cực điên dại hoàn toàn, nhưng, thần trí của hắn vẫn tỉnh táo. Huyết mạch phong ma cũng thông minh, nó rất rõ, chủ nhân nhỏ trước mắt này không phải là chủ nhân đời đầu, nó không thể buông thả bản thân ngay, phải từ từ mới được. Buông thả bản thân ngay, thì chủ nhân nhỏ này không tiếp nhận sức mạnh của nó nổi. Lần này, trên ý nghĩa thì xem như hai bên đã thật sự hòa giải rồi. Một cơ thể đồng lòng. Tất nhiên Diệp Quân cũng cảm nhận được ý tốt mà huyết mạch phong ma thả ra, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Đương nhiên, lúc này vì có huyết mạch phong ma ảnh hưởng, nên ý cười của hắn thật sự hơi xấu xa. Đúng lúc này, một người phụ nữ đi tới bên cạnh. Người tới chính là Phản Thiện. Thấy Diệp Quân như người máu, Phản Thiện hơi sợ, nhưng vẫn từ từ đi tới, lúc cô ta bước đến, nhìn ánh mắt Diệp Quân, sắc mặt Phản Thiện thay đổi, lập tức lùi về sau theo bản năng. Diệp Quân khẽ cười nói, Tiểu Thiện. Âm thanh vừa dứt, nháy mắt, huyết khí quanh người bỗng biến mất không còn gì, ánh mắt hắn cũng khôi phục thành vẻ bình thường. Thấy Diệp Quân khôi phục vẻ bình thường, Tiểu Thiện lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô ta đi tới trước mặt Diệp Quân, vừa nãy ngươi. Diệp Quân cười nói, đang tu luyện thôi. Phản Thiện ngồi trước mặt hắn, đột nhiên cười nói, gần đây ta tu luyện, tiến bộ rất nhanh đó. Diệp Quân gật đầu, rất tốt, cô có chuyện gì à? Phản Thiện gật đầu, gần đây trong đầu ta thường có những hình ảnh kỳ quái chậm chạp. Diệp Quân cau mày, hình ảnh kỳ quái. Phản Thiện gật đầu, ừ, những cảnh tượng đó như nằm mơ ấy, cứ hiện lên, rồi lại biến mất, ta cũng không biết là chuyện gì. Diệp Quân trầm giọng nói, vẫn nhớ tình huống cụ thể trong những cảnh tượng đó chứ. Phản Thiện lắc đầu, không nhớ lắm. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Phản Thiện bỗng hơi căng thẳng, có phải ta tu luyện đến ẩu hỏa nhập ma rồi không? Diệp Quân cười rạng rỡ, sẽ không đâu, cô đừng nghĩ nhiều. Phản Thiện hơi nghi hoặc nói, vậy thì nguyên nhân là gì chứ? Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, lần sau mà cảnh tượng đó lại xuất hiện. Cô hãy nỗ lực ghi nhớ, được không? Phản Thiện gật đầu, ta sẽ cố gắng. Diệp Quân cười, nếu tu luyện có gì không hiểu, cứ tới tìm ta bất cứ lúc nào. Phản Thiện cười tươi, được. Nói xong, cô ta đứng dậy rời đi. Nhìn Phản Thiện nhảy nhót biến mất ở chỗ không xa, Diệp. Quân đột nhiên nhẹ giọng nói, tháp ra, ngươi nói xem, Phản Thiện có quan hệ gì với Phản Chiêu Đế không? Tiểu Tháp. Tiểu Tháp nghe Diệp Quân nói thì rất kinh ngạc, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Diệp Quân lắc đầu cười, ta chỉ nghĩ bừa thôi. Dứt lời, hắn từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục kết nối với huyết mạch phong ma. Bỉ ngạn giới.
Sau khi đám người đại chủ giáo trở lại bên ngoài, dưới sự chỉ đạo của đại chủ giáo, tin tức thánh tử sắp tới nhân gian đã nhanh chóng được truyền khắp Bỉ Ngạn giới. Khi biết được tin tức này, tất cả mọi người ở Bỉ Ngạn giới đều rất sửng sốt, vì lần này lại có tận hai vị thánh tử. Đại thánh tử, tiểu thánh tử, chuyện này trước đây đều chưa từng xảy ra. Mặc dù có phần bất ngờ, nhưng mọi người đều nhanh chóng chấp nhận, vì chuyện này được truyền ra từ bên trong thánh đường Bỉ Ngạn. Mà dưới mệnh lệnh của đại chủ giáo, đội thánh kỵ sĩ đang ở bên ngoài chấp hành đều vội vã trở về thánh đường Bỉ Ngạn. Đội thánh kỵ sĩ Bỉ Ngạn và thánh vệ Bỉ Ngạn chính là hai đội quân cường đại nhất của Bỉ Ngạn giới. Trong đội có rất nhiều người từng tham gia hai trận thánh chiến năm đó, nên có thể nói là đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoài ra, một vài trưởng lão của thánh đường Bỉ Ngạn đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng bị triệu hồi về. Có thể nói, hôm nay trên bầu trời của thánh thành Bỉ Ngạn vô cùng náo nhiệt, không ngừng có từng luồng khí tức khủng bố tràn về từ bốn phương tám hướng. Mà chính vào ngày hôm nay, ở biên giới bờ biển Bỉ Ngạn xa xôi, có một ông lão mặc trường bào màu đỏ sẫm đã đến đây, đằng sau ông ta còn có vài chục ông lão khác đang đứng, tất cả đều mặc áo thần với vô số phù văn thần bí. Những phù văn thần bí đó giống như những sinh vật sống, tỏa ra thần quang mờ nhạt. Ông lão đứng đầu chính là mục thủ chủ giáo của thánh đường Bỉ Ngạn, những ông lão khác ở đằng sau ông ta đều ở cấp bậc chủ giáo, địa vị ở thánh đường Bỉ Ngạn rất cao, chỉ đứng sau bốn vị đại chủ giáo. Mục thủ chủ giáo nhìn sang bên kia biển khổ giới. Từ bên này nhìn qua, bên đó chỉ là một khoảng mênh mông mù mịt, không nhìn thấy được gì. Dị đoan. Nghĩ đến lời dặn dò của giáo chủ, mục thủ chủ giáo cau chặt mày lại. Năm đó chủ nhân bút đại đạo từ bên kia tới, sau đó ông ta cùng tổ điện man hoang phát động thánh chiến. Trận chiến đó, thánh đường Bỉ Ngạn chết mấy vị chân thánh, vô số cường giả chết trận, suýt chút nữa bị chủ nhân bút đại đạo lật đổ. Thật là một thảm họa ồ. Mục thủ chủ giáo im lặng một hồi lâu rồi đáp, khởi động trận pháp. Dứt lời, ông ta bước về phía trước một bước, chậm rãi giơ hai tay lên. Hai quả cầu thần quang từ trong lòng bàn tay ông A phóng ra, trong miệng thầm đọc những câu thần chú cổ xưa. Mà ở đằng sau ông ta, tất cả trưởng lão cũng đồng loạt giơ hai tay lên, thầm đọc những câu thần chú cổ xưa. Rất nhanh, trong trời đất đột nhiên xuất hiện vô số năng lượng đáng sợ kỳ dị. Phía bên bờ biển Bỉ Ngạn đột nhiên mọc lên một bức tường ánh sáng phù văn cao vạn trượng. Đồng thời, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này giống như những sinh vật sống, chúng khẽ run rẩy, phát ra thần quang mờ nhạt. Trong mỗi luồng phù văn đều ẩn chứa nguồn năng lượng khủng khiếp có thể hủy diệt thiên địa. Trận pháp chu nghịch, đây là trận pháp mà năm đó một số vị chân thánh liên thủ lại với nhau để lập trận, mục đích là để đề phòng dị đoan ở bên kia biển khổ giới. Sau khi trận pháp được kích hoạt, mục thủ chủ giáo nhìn về phía bên kia biển khổ hải, sau đó nói, đi. Dứt lời, ông ta dẫn người xoay người rời đi, thánh đường Bỉ Ngạn. Sau khi giáo chủ xử lý xong việc ở bên ngoài, ông ta bước vào trong tiểu tháp của Diệp Quân, nhìn vào khoảng thời không kỳ lạ này, ánh mắt ông ta hiện lên một tia phức tạp. Kỹ thuật như vậy, thực sự quá tinh diệu. Ông ta không tin Diệp Quân là thánh tử, nhưng đối với ông A mà nói, Diệp Quân có phải là thánh tử hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Diệp Quân sở hữu thần vật như vậy, chỉ sợ rằng người đứng đằng sau hắn có lẽ cũng không hề yếu hơn thuyền thánh Bỉ Ngạn. Tất nhiên, suy nghĩ này có phần hỗn xược. Nhưng đầu óc ông ta vô cùng tỉnh táo, sự thực chính là như vậy. Vì vậy, việc Diệp Quân có phải là thánh tử hay không đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là vị Diệp công tử này đồng ý chia sẻ thần vật này với mọi người. Ngoại trừ giáo chủ, thì còn có rất nhiều đại học sĩ áo đỏ cũng bước vào bên trong tiểu tháp. Những đại học sĩ áo đỏ này chính là nhóm người có học thức nhất Bỉ Ngạn giới. Bình thường nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là nghiên cứu kinh thánh Bỉ Ngạn và một số sách cổ Bỉ Ngạn, còn cải tiến một số công pháp, võ thuật và thần công các loại. Địa vị của bọn họ ở thánh đường Bỉ Ngạn vô cùng ưu việt, cho dù là bốn đại chủ giáo cũng phải cư xử đúng mực khi nhìn thấy bọn họ. Mà sau khi bọn họ bước vào bên trong tiểu tháp này thì đã trực tiếp bùng nổ. Bên trong tháp 10 năm, bằng một ngày ở bên ngoài. Đây không phải là công cụ gian lận sao? Không có nhiều đại học sĩ áo đỏ, chỉ có 12 vị, đứng đầu là một ông lão mái tóc trắng xóa. Ông lão đứng ở bên trong nhìn thời không ở xung quanh, ánh mắt có phần mờ mịt. Có một cô gái mặc áo đỏ nhạt đứng ở bên cạnh ông ta.
Cô gái này thoạt nhìn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt rất xinh đẹp, trong tay cô ta ôm một quyển sách cổ dày cộp, lúc này cũng đang quan sát xung quanh, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Cô ta chính là người trẻ nhất có mặt ở đây, cũng là người trẻ tuổi duy nhất, còn lại đều là ông lão rất lớn tuổi, khiến cô ta trông vô cùng chói mắt. Ông lão tóc trắng đứng đầu chính là đại giáo sĩ Tống Uyên của Thánh Đường Bỉ Ngạn, địa vị vô cùng cao. Cho dù là giáo chủ khi nhìn thấy ông ta cũng phải tôn trọng gọi một tiếng thầy. Lúc này, tất cả giáo sĩ đều đang thảo luận sôi nổi. Bọn họ thực sự quá chấn động với nơi này. Thời gian chảy ngược. Chính vào lúc này, Tống Uyên đứng đầu lại bỗng nhiên cất lời. Ông ta vừa nói, những người khác đều im lặng lại. Tống Uyên nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, có thể làm được trong tháp 10 năm. Bên ngoài một ngày này thì phải đột phá được cấm chế và quy luật của thời gian mới có thể làm được như vậy. Đồng nghĩa với việc đối phương đã có thể có được sự bất tử ở một vài vũ trụ nào đó. Ngoài ra còn có thể kìm hãm được đại đạo vũ trụ nơi tòa tháp này tọa lạc. Dứt lời, giọng nói của ông ta bỗng nhiên có phần run rẩy. Các vị, quy tắc đại đạo của Bỉ Ngạn giới chúng ta đã bị tòa tháp này kìm hãm rồi. Dứt lời, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Đại đạo của Bỉ Ngạn giới là ai? Đó chính là một tia ý chí của thuyền Bỉ Ngạn ngưng tụ thành. Lúc này, cô gái bên cạnh Tống Uyên đột nhiên lên tiếng, không biết người làm ra tòa tháp này là thuyền thánh hay là người nào khác. Nếu như là người khác, vậy thì trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày có phải là cực hạn của họ rồi không? Hay họ chỉ là tiện tay làm? Giọng nói của cô ta rất nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe. Cực hạn, tiện tay làm. Nghe được hai từ mấu chốt này, các giáo sĩ càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nếu không phải do thuyền thánh làm ra mà là do con người làm, thì như nha đầu này nói thì đây đã là cực hạn của đối phương chưa? Nếu không phải là cực hạn của đối phương vậy thì cực hạn của đối phương phải là bao nhiêu cơ chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Tống Uyên đột nhiên nói, thiếu niên kia đâu? Một giáo sĩ đáp, hình như đang tu luyện. Tống Uyên khẽ gật đầu, thiếu niên này đồng ý chia sẻ tòa tháp này với chúng ta, để chúng ta cùng tu luyện, nghiên cứu. Tấm lòng như vậy thực sự khiến ta bội phục, quả không hổ là thánh tử. Không hổ là thánh tử. Dứt lời, mọi người có mặt ở đây đều hiểu ngay ra. Loại thần vật này, con mẹ nó, chỉ có thể là do thuyền thánh mới làm ra được. Thuyền thánh là chí cao vô thượng, nếu nói là do người khác làm ra. Vậy thì truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến địa vị thần thánh của thuyền thánh trong lòng mọi người. Do vậy, thứ đồ chơi này chỉ có thể là do thuyền thánh tạo ra. Vị Diệp công tử đó, chỉ có thể là thánh tử. Lúc này, cô gái đột nhiên lên tiếng, thầy, thời không này có thể đột phá được bí ẩn của chân thánh không? Tống Uyên nheo mắt lại, giọng điệu chắc chắn có. Cói. Sắc mặt của mọi người lộ ra vẻ xúc động sau đó lại trở lên phấn khích. Tống Uyên nhìn xung quanh, sau đó nói, tất nhiên, muốn phá giải được bí ẩn thời không của nơi này thì cần phải làm một vài thí nghiệm để kiểm chứng. May mà ở trong này 10 năm bằng một ngày ở bên ngoài nên chúng ta có đủ thời gian để kiểm chứng. Dứt lời, ông ta nhìn cô gái đứng ở bên cạnh, chú Hàn, cô đi tìm giáo chủ mượn tạo hóa ngọc điệp tới đây, cứ nói là ta mượn ông ấy. Cô gái tên là Trúc Hàn gật đầu, vâng. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Sau khi chú Hàn rời đi, tay phải Tống Uyên nhẹ nhàng chạm vào thời không, khẽ giọng nói, nếu có thể nghiên cứu được thời không ở đây thì sợ rằng đạt tới chân thánh chỉ là chuyện nhỏ. Nghe thấy lời của Tống Uyên, các giáo sĩ đều âm thầm kinh hãi. Càng ngày càng có nhiều cường giả ở Thánh Đường Bỉ Ngạn đi vào tu luyện và lĩnh hội. Tất nhiên chủ yếu là đám người Tống Uyên, vì đám người này là những người có học thức nhất ở Bỉ Ngạn giới. Chân thánh. Vốn có rất nhiều người không ôm hy vọng gì về việc trở thành chân thánh. Dù sao việc này thực sự quá khó khăn. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại nhìn thấy được hy vọng. Mà bọn họ đương nhiên cũng cảm kích Diệp Quân từ tận đáy lòng. Vì nếu Diệp Quân không lấy ra thần vật này, thì ai biết được hắn sở hữu được thần vật như vậy chứ? Lúc này, ai dám đứng ra nghi ngờ Diệp Quân thì bọn họ chính là những người đầu tiên phản đối. Ở bên kia, Thánh tử Nam Y cũng đang nghiên cứu bí ẩn của thời không này. Càng nghiên cứu, Y càng chấn động vì Y phát hiện, kiến thức và đạo có liên quan ở đây thực sự quá phức tạp, hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của Y. Đơn giản mà nói thì nó quá khó tin, đương nhiên sau kinh ngạc chính là phấn khích. Mục tiêu của Y cũng là trở thành chân thánh,
Mặc dù có sự giúp đỡ của thuyền Bỉ Ngạn, nhưng cũng cần phải có thời gian. Mà bây giờ, y ở đây tu luyện có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu có thể thông suốt được một số bí ẩn thời không ở nơi này thì giá trị chân thánh của y nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Lúc này, y cũng vô cùng khâm phục hành động hào phóng này của Diệp Quân. Bởi vì nếu so sánh mà nói, đổi lại là y nhất định sẽ không muốn lấy vật này ra đâu. Không chỉ vì tư lợi, mà còn sợ người khác ghen tị. Giết người cướp bảo vật đây là chuyện rất thường tình. Nam y dừng suy nghĩ, y thở dài thật sâu, tấm lòng của Diệp huynh đúng là người thường không thể so sánh được. Ở bên kia, Diệp Quân đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Giờ phút này, hắn đã biến thành một người máu, nhưng điều ngạc nhiên là xung quanh hắn lại không hề có sát khí và lệ khí nào cả. Lúc này, Tháp Gia bỗng nhiên lên tiếng, ngươi chia sẻ nơi này với bọn chúng, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Diệp Quân bình tĩnh đáp, muốn đạt được mục đích thì phải trả giá bằng Tháp Gia. Tiểu Tháp, Diệp Quân nhẹ giọng nói, Tháp Gia, trước đây ta đi tới đâu, người nơi đó đều sẽ trở thành kẻ địch của ta, có thể nói là đi tới đâu thì đánh tới đó, tại sao lại phải thế? Những người trước mắt đây bọn họ đều cần ta, Tiểu Tháp, ta cũng cần bọn họ giúp đỡ. Mọi người hợp tác không phải tốt hơn sao? Tiểu Tháp cười nói, ngươi trưởng thành rồi, xem ra, bị đánh tơi bời vẫn có ích. Diệp Quân. Tiểu Tháp lại nói, bây giờ huyết mạch phong ma thế nào rồi? Diệp Quân cảm nhận sức mạnh huyết mạch phong ma tràn ngập trong cơ thể, mỉm cười nói, khá tốt. Huyết mạch phong ma đúng là hiểu chuyện. Khi hắn quyết định không áp chế và kháng cự nữa, huyết mạch phong ma này cũng nảy sinh lòng tốt chưa từng có với hắn. Hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau. Thật ra, bây giờ chỉ cần huyết mạch phong ma đồng ý, lúc nào cũng có thể để Diệp Quân hoàn toàn rơi vào phong ma, trở thành một cỗ máy giết người, vì bây giờ Diệp Quân không hề phòng bị nó, nhưng nó cũng không làm như vậy. Nó chỉ bị điên thôi chứ không có ngu. Đại tiểu chủ này vất vả lắm mới có trí tuệ, nó cũng không muốn tự mình tìm chết, khiến quan hệ đôi bên căng thẳng, dù sao thì đó cũng là chủ nhân, nếu nó đi quá xa thì sẽ bị xử lý. Vào giờ phút này, Diệp Quân đã hoàn toàn buông bỏ, mặc cho huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn chơi đùa thỏa thích, sát ý và lệ khí không ngừng lan dần ra khắp cơ thể và thức hải của hắn, nó rất gần gũi với hắn. Sức mạnh huyết mẹ chi, nếu như bây giờ hắn có ý muốn giết người, vậy thì nhất định sẽ rất kinh khủng, bây giờ dù không có ý muốn giết người, sức mạnh huyết mạch phong ma của hắn cũng rất kinh khủng. Nhưng hắn vẫn muốn thử xem ý muốn giết người của mình rốt cuộc đã mạnh tới mức độ nào. Diệp Quân vừa có ý muốn giết người. Rầm. Trong phút chốc, một cột máu phóng lên cao, toàn bộ thế giới Tiểu Tháp bắt đầu dần dần biến thành biển máu. Cùng lúc đó, trái tim trong cơ thể Diệp Quân lập tức biến thành trái tim chém giết. Sát ý ngút trời, phá hủy tất cả mọi thứ. Tiểu Tháp vội vàng nói, mau dừng lại. Nhưng Diệp Quân lại hưng phấn cười tà ác, thè lưỡi liếm môi, sát ý vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể. Tiểu Tháp đột nhiên nổi giận nói, huyết mạch phong ma, mau ngăn hắn lại, trong thời không này đều là người thân của hắn, nếu hắn giết bọn họ, đến khi hắn tỉnh lại, hắn có thể tha thứ cho ngươi sao? Trong nháy mắt im lặng, rất nhanh, sát ý và lệ khí của Diệp Quân dần tan biến. Thấy cảnh này, Tiểu Tháp thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Quân giết người ở đây, vậy chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Khi huyết mạch phong ma bình tĩnh lại, Diệp Quân lập tức trở nên tỉnh táo. Nghĩ tới trạng thái lúc trước của mình, Diệp Quân cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác vừa rồi như muốn hủy diệt hết thảy. Thật sự phá hủy tất cả mọi thứ. Cũng may huyết mạch phong ma chủ động giúp hắn tỉnh lại, nếu không, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được. Diệp Quân hít sâu một hơi, vẻ mặt hưng phấn, vì trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy uy lực huyết mạch phong ma của mình đã tăng lên hơn 5 lần. 5 lần, đó là khái niệm như thế nào chứ? Có thể nói. Bây giờ hắn chỉ dựa vào sức mạnh huyết mạch đã có thể tùy ý giết những cường giả ở cảnh giới đạo cực rồi. Dĩ nhiên, hắn cũng không vì vậy mà vui vẻ, vì kẻ địch của hắn không phải những tên còn con đó, mà là Phạn Chiêu Đế, người phụ nữ này bây giờ đã đạt cảnh giới tế chúng sinh. Hơn nữa, thật ra thực lực thật sự của cô ta bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Vẫn còn chưa đủ mạnh. Diệp Quân từ từ siết chặt hai tay, chỉ cần người phụ nữ này ở đây. Bất kể hắn có mạnh đến cỡ nào cũng sẽ cảm thấy mình chưa đủ mạnh, vẫn chưa đủ cố gắng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, có phải ngươi đã quên huyết mạch phàm nhân của ngươi rồi không?
Diệp Quân lắc đầu, cười một tiếng, sao có thể chứ? Hắn xòe lòng bàn tay ra, sức mạnh huyết mạch phàm nhân xuất hiện trong tay hắn, sức mạnh huyết mạch này đến bây giờ vẫn chưa thật sự viên mãn. Hắn cũng đã tu luyện lại hai lần, ban đầu hắn cũng cho rằng sau khi bắt đầu lại, mình có thể chính thức nhập phàm, nhưng không phải như vậy. Huyết mạch phong ma có thể tăng lên nhờ giết chóc, nhưng huyết mạch phàm nhân lại không giống như vậy, mà huyết mạch phàm nhân này phải làm thế nào mới có thể đủ đại viên mãn, hắn cũng không biết. Gặp khó khăn rồi. Diệp Quân nhẹ giọng nói, sau này phải hỏi cô mới được. Ngay tại lúc này, một lão già đột nhiên đi tới, Diệp Quân quay đầu nhìn, thấy người tới, hắn hơi ngẩn người ra. Người tới chính là khu cơ chủ giáo. Khu cơ chủ giáo tới trước mặt Diệp Quân, hành lễ, thánh tử, lúc trước ta đã đắc tội vài lần, xin thánh tử đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, tuyệt đối đừng để bụng. Trong khoảng thời gian tới, mọi người trong toàn bộ thánh đường đều vui vẻ, chỉ có mình ông ta là buồn. Tại sao ư? Vì chỉ có ông ta đắc tội Diệp Quân. Mỗi lần nghĩ tới, ông ta lại hận không thể vả miệng mình vài cái, ban đầu tại sao cứ nhất định phải là ông ta làm ra chuyện này chứ? Nhìn Chu Lăng chủ giáo và đại chủ giáo người ta thông minh như vậy. Nhất là đại chủ giáo kia, khi chuyện còn chưa sáng tỏ, người ta tuyệt đối không chia bè chia phái. Bản thân mọi người cũng chưa có xung đột lợi ích, nhưng đầu óc mình lại bốc đồng, cứ phải ra ngoài châm chọc người a vài cái. Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều có thể tiến vào bên trong tiểu tháp tu luyện, học hỏi, chỉ có ông ta là không được. Đây chính là tự làm tự chịu. Diệp Quân nhìn khu cơ chủ giáo nói xin lỗi trước mặt mình, không nói gì cả. Thấy Diệp Quân yên lặng, khu cơ chủ giáo trầm xuống, ông ta lại tiếp tục cung kính hành lễ, thánh tử, ta. Diệp Quân đột nhiên cười nói, khu cơ chủ giáo nói quá rồi, ta mới tới đây, thân phận không rõ ràng, ông nghỉ ngờ thì đó cũng là chuyện bình thường mà thôi, đừng nói là ông, đổi lại là ta cũng sẽ chất vấn, sự nghi ngờ của ông cũng không có ý xấu gì, chỉ đều vì thánh đường, vì thuyền thánh, ta có thể hiểu được, nhắc tới cũng xấu hổ, lúc ấy ta cũng hơi kích động, một câu không hợp là đã rút kiếm, thật sự là quá lỗ mãng, ông cũng đừng để trong lòng. Thấy Diệp Quân thấu tình đạt lý như vậy, khu cơ chủ giáo nhất thời cảm động, ông ta kích động nói, thánh tử, ta. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ông và ta đều không có ý xấu, tất cả đều vì thánh đường, vì bỉ ngạn giới, cũng chính là vì thuyền thánh, chúng ta càng phải đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối mặt với kiếp nạn sắp tới, ông nói xem có đúng không? Khu cơ chủ giáo cảm động, vội nói, đúng đúng, nên như vậy, thánh tử đại nghĩa. Nói xong, ông ta lại hành lễ một cái. Diệp Quân đỡ khu cơ chủ giáo dậy, ôn tồn nói, khu cơ chủ giáo, nơi này thích hợp tu luyện, ông cũng đi tìm một chỗ để tu luyện cho tốt hoặc là học hỏi đi. Khu cơ chủ giáo hành lễ, cảm động nói, đa tạ thánh tử tha thứ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Rất nhanh khu cơ chủ giáo đã tới một chỗ không người, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân đứng lúc nấy, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết hành xử như vậy, lợi hại quái. Nói xong, ông ta lắc đầu cười một tiếng, xoay người rời đi. Bên kia, Diệp Quân tới bên cạnh đám người Tống Uyên, thấy Diệp Quân đến, đám người Tống Uyên đang nghiên cứu thí nghiệm vội vàng dừng lại, sau đó hành lễ với Diệp Quân, bái kiến thánh tử. Dù Diệp Quân không có thực quyền ở thánh đường bỉ ngạn nhưng dựa theo quy tắc, địa vị thánh tử cao hơn tất cả, bao gồm cả giáo chủ. Diệp Quân mỉm cười nói, Tống đại giáo sĩ, bây giờ các người nghiên cứu thế nào rồi? Tống Uyên cười khổ, thời không nơi đây thần sự ẩn chứa rất nhiều kiến thức, thật sự quá thâm sâu, tiến triển của bọn ta đang rất chậm. Trong khoảng thời gian này, ngày nào bọn họ cũng điên cuồng nghiên cứu, nhưng hiệu quả lại quá thấp, vì trong này ẩn chứa rất nhiều kiến thức, đã vượt ngoài phạm vi nhận thức của bọn họ, vì vậy, nghiên cứu vô cùng khó khăn. Diệp Quân nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một thần khí trông giống hai cái nắp nồi xếp chồng lên nhau, hình dáng kỳ lạ. Bên cạnh, Tống Uyên giải thích, vật này chính là thánh khí của thánh đường bỉ ngạn chúng ta, gọi là tạo hóa Ngọc An. Điệp, Diệp Quân hiếu kỳ, vật này có chức năng gì? Tống Uyên nói, vật này là thánh khí phòng ngự, vô cùng kiên cố, vạn vật không thể hạ gục. Diệp Quân đột nhiên đi tới trước tạo hóa Ngọc Điệp, hắn cầm kiếm thanh huyên nhẹ nhàng rạch một đường. Rắc rắc. Tạo hóa Ngọc Điệp kia lập tức bị nứt một góc. Mọi người! Tạo hóa Ngọc Điệp! Diệp Quân xoay người nhìn Tống Uyên, Tống đại giáo sĩ, cái này không chắc chắn lắm thì phải.
Tống Uyên cứng người, nhất thời không biết nên nói gì. Diệp Quân đột nhiên hành động như vậy khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Diệp Quân nói, Tống đại giáo sĩ, các người dùng vật này để thử nghiệm thời không nơi này sao? Tống Uyên khôi phục lại tinh thần, ông ta gật đầu, sau đó nói, vật này ngoài chắc chắn không thể gãy còn có một chức năng khác, đó là có thể dung nhập vào bất kỳ thời không nào mà không phải chịu sự hạn chế của luật pháp đại đạo, nhưng... Nói đến đây, ông ta lắc đầu cười khổ, chúng ta đã thử rất lâu, lại phát hiện, vật này hoàn toàn không thể nào dung hợp với thời không nơi đây, nó và quy tắc đại đạo thần bí ẩn chứa trong thời không nơi đây không hợp nhau, vì vậy, chúng ta đã nghiên cứu rất lâu mà không có thu hoạch gì cả. Diệp Quân đột nhiên xòe lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên chậm rãi bay tới trước mặt Tống Uyên, Tống đại giáo sĩ, nếu không ngại thì có thể dùng thử kiếm này xem sao. Tống Uyên ngạc nhiên, ông ta nhận lấy kiếm Thanh Huyên, khi sờ vào kiếm, ông ta bỗng nhiên khiếp sợ kiếm này cực kỳ đặc biệt. Diệp Quân cười nói, thử xem đi. Tống Uyên nắm kiếm Thanh Huyên đặt trước mặt, kiếm Thanh Huyên khẽ run lên, sau đó dung hợp một cách hoàn hảo với thời không, thấy cảnh này, đám người Tống Uyên đều mừng rỡ. Bây giờ thứ bọn họ cần nhất chính là môi giới có thể dung hợp với thời không nơi đây, sau đó dùng để nghiên cứu. Bây giờ thanh kiếm này vừa hay lại phù hợp. Diệp Quân cười một tiếng, kiếm này cho các người mượn để nghiên cứu đấy. Nghe vậy, đám người Tống Uyên vui mừng, Tống Uyên dẫn đầu vội vàng hành lễ, đa tạ thánh tử. Những người còn lại cũng nhanh chóng hành lễ. Diệp Quân nói, đương nhiên, ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Đó là nếu các người nghiên cứu ra được cái gì thì phải chia sẻ với ta. Tống Uyên vội vàng nói, đó là điều ta nên làm, thánh tử yên tâm, chúng ta lúc nào cũng sẽ báo cáo thành quả nghiên cứu cho người. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, còn có một chuyện nữa, à muốn xem sách bên trong thánh đường bỉ ngạn của chúng ta. Tống Uyên nói, chú Hàn, cô tới thánh tịch khố cùng thánh tử đi. Bên cạnh, một cô gái mặc trường bào đỏ nhạt bước ra. Dưới sự chỉ dẫn của chú Hàn, Diệp Quân đi tới trước một tòa đồ thư điện cổ kính. Bên ngoài tòa đồ thư điện này giản dị mà trang nghiêm, tọa lạc trong một khu rừng cổ yên tĩnh, xung quanh là những cây cổ thụ cao vút, dưới gốc cây có rất nhiều người đang yên lặng ngồi đọc sách. Chú Hàn dẫn Diệp Quân đi tới trước đồ thư điện, không có ai canh giữ. Chú Hàn mở cổng đại điện đi vào, một luồng hương thơm của sách lập tức ập vào mặt, từng giá sách đứng sừng sững trong đại điện. Trên giá sách được xếp đầy sách cổ. Trong đại điện cũng có rất nhiều người, nhưng họ đều đang yên lặng đọc sách. Chú Hàn quay đầu nhìn Diệp Quân, khẽ cười nói, có rất nhiều loại sách cổ như thế này, không biết thánh tử muốn đọc sách gì. Diệp Quân đáp, đọc hết. Chú Hàn cười nói, thánh tử muốn hiểu rõ toàn bộ nền văn minh bỉ ngạn sao. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Hắn vô cùng tò mò nền văn minh bỉ ngạn này, đặc biệt là thuyền bỉ ngạn trong truyền thuyết. Năm đó thứ đồ này vậy mà lại có thể đánh bại được chủ nhân bút đại đạo, hơn nữa còn có thể lưu đày được chủ nhân bút đại đạo, điều này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Lúc này, chú Hàn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một quyển sách cổ dày cộm xuất hiện trong tay của cô ta. Cô ta đưa quyển sách cổ này cho Diệp Quân, quyển sách này có thể giúp thánh tử nhanh chóng hiểu rõ được lịch sử của cả nền văn minh bỉ ngạn này. Diệp Quân hơi tò mò, đây là gì? Chú Hàn đáp, lịch sử của nền văn minh bỉ ngạn. Diệp Quân gật đầu, được. Chú Hàn khẽ mỉm cười, thánh tử từ từ xem, nếu có cần gì thì cứ liên hệ lại với ta bất kỳ lúc nào. Diệp Quân gật đầu, được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Chú Hàn khẽ cúi đầu, sau đó bước vào bên trong tiểu tháp. Diệp Quân ngồi xuống, thần thức của hắn quét qua, trong phút chốc, vô số thông tin tràn vào trong thức hải của hắn. Nền văn minh bỉ ngạn. Từ rất lâu về trước, lúc đó bỉ ngạn giới chỉ là một thế giới nguyên thủy vô cùng bình thường. Thời kỳ này còn được gọi là thời kỳ văn minh nguyên thủy. Mà trong thời kỳ này, người dân của bỉ ngạn giới có tuổi thọ không đến 100 tuổi, lại còn phải chiến đấu với đủ loại yêu thú cường đại và đối mặt với các thảm họa thiên nhiên. Có thể nói môi trường sống vô cùng khắc nghiệt. Cho đến một ngày, một con thuyền nhỏ đi đến thế giới này. Con thuyền nhỏ này giáng xuống bỉ ngạn. Từ đó về sau, cả nền văn minh bỉ ngạn chính thức bước vào nền văn minh tu đạo. Khi bước vào nền văn minh tu đạo chưa tới 100 năm, thế giới này đã xuất hiện vị chân thánh đầu tiên. Chân thánh Sơ Khêu. Vị chân thánh Sơ Khai này không chỉ là vị chân thánh đầu tiên của nền văn minh bỉ ngạn, mà còn là người cần thời gian ngắn nhất để trở thành chân thánh.
mà Bỉ Ngạn giới lúc đó dưới sự lãnh đạo của vị chân thánh sơ khai này đã tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, Bỉ Ngạn giới ngày càng có nhiều chân thánh. Trong thời kỳ đỉnh cao, Bỉ Ngạn giới xuất hiện hàng nghìn vị chân thánh, vì vậy, mọi người từ chinh phục lục địa, bắt đầu chinh phục sang vũ trụ tỉnh Hà. Nhưng sau đó, không biết là vì nguyên nhân gì, vị chân thánh sơ khai và tất cả chân thánh của thời đại đó đều đột nhiên biến mất. Cùng với sự mất tích của những vị chân thánh này, văn minh võ đạo của Bỉ Ngạn giới cũng nhanh chóng bước vào thời kỳ suy yếu, suốt mấy chục nghìn năm cũng không xuất hiện thêm vị chân thánh nào nữa. Cho đến rất lâu về sau, thuyền thánh lại lần nữa xuất hiện. Mà với sự giúp đỡ của thuyền thánh, văn minh vũ trụ Bỉ Ngạn mới xuất hiện vị chân thánh mới. Nên văn minh Bỉ Ngạn có hai thời khắc nguy hiểm nhất, một là quần tinh xâm lược xuất hiện vào 100.000 năm trước. Thời kỳ đó, nên văn minh Bỉ Ngạn gặp phải vô số cuộc xâm lược của vô số quần tinh, Bỉ Ngạn giới gần như bị sụp đổ. May mà dưới sự giúp đỡ của thuyền thánh và một số vị chân thánh lúc bấy giờ, nền văn minh Bỉ Ngạn mới vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng điều này cũng gây nên thiệt hại nặng nề cho Bỉ Ngạn giới. Mãi hơn mấy chục nghìn năm trôi qua, Bỉ Ngạn giới mới dần dần khôi phục lại sức sống. Mối nguy hiểm cuối cùng là sự xuất hiện của chủ nhân Bút Đại Đạo. Dị đoan xâm phạm. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhân Bút Đại Đạo, cả nền văn minh Bỉ Ngạn giới gần như bị lật đổ, cuối cùng cũng là nhờ sự giúp đỡ của thuyền thánh và các vị chân thánh lúc đó mới có thể vượt qua được kiếp này. Nhưng Bỉ Ngạn giới bị tổn thất nghiêm trọng, vì dẫu sao có một số vị chân thánh đã thiệt mạng. Quân tỉnh rơi xuống. Diệp Quân cau mày lại, hắn muốn hiểu tường tận về trận đại nạn lúc đó. Mà trong quyển sách cổ này lại không hề ghi chép chi tiết về trận đại nạn đó, chỉ nói ngắn gọn vài câu, còn về sự xâm phạm của chủ nhân Bút Đại Đạo thì lại được ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Ngoài ra hắn cũng rất tò mò về sự biến mất đột ngột của nhóm chân thánh đầu tiên, nhưng trong này cũng không có bất kỳ ghi chép gì. Diệp Quân bỗng nhiên gọi, chú Hàn cô nương. Một lát sau, chú Hàn xuất hiện. Diệp Quân nhìn chú Hàn, khẽ mỉm cười, ta có một số việc muốn hỏi cô một chút. Chú Hàn gật đầu, mời thánh tử nói. Diệp Quân nói, nhóm chân thánh lúc đó. Dứt lời, hắn nói ra hai chuyện mà mình tò mò nhất. Sau khi nghe Diệp Quân nói xong, chú Hàn khẽ lắc đầu, thánh tử, hai chuyện mà người nói thì chuyện thứ hai ta chỉ biết một ít. Còn về chuyện thứ nhất đừng nói là ta, ngay cả thầy của ta cũng không biết. Diệp Quân hỏi, tại sao? Chú Hàn thấp giọng nói, năm đó sau khi vị chân thánh sơ khai và nhóm cường giả chân thánh kia biến mất, cả nền văn minh Bỉ Ngạn bước vào một thời kỳ suy yếu. Mà những ghi chép lịch sử về thời kỳ này lại vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là thời kỳ những vị chân thánh biến mất kia lại càng ít hơn. Diệp Quân khế nhíu mày, có người đang cố ý che giấu. Chú Hàn gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, giáo chủ có biết nhiều hơn không? Chú Hàn suy nghĩ một lát rồi đáp, thân là giáo chủ, nhất định ông ta sẽ biết nhiều hơn một chút. Nhưng ta không chắc liệu ông ta có nói cho người biết hay. Không, dù sao, người rất thần bí. Dứt lời, khóe miệng cô ta cong lên một nụ cười. Diệp Quân tất nhiên hiểu được ẩn ý của đối phương, hắn mỉm cười rồi đáp, cô nói về chuyện thứ hai đi. Chú Hàn gật đầu, sắc mặt dần trở lên nghiêm túc, chuyện thứ hai là một trận đại nạn. Lúc đó lịch sử Bỉ Ngạn chỉ có một đoạn ghi chép về trận đại nạn đó là, quần tinh rơi xuống, trăm năm không dứt, tối tắm không có mặt trời. Diệp Quân có phần kinh ngạc, trận quần tinh đó rơi liên tục suốt 100 năm sao? Chú Hàn gật đầu, đúng vậy, 100 năm. Diệp Quân có phần khiếp sợ, đây là thiên tai hay họa do con người gây ra? Chú Hàn lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết sau trận đại nạn đó, bản đồ của Bỉ Ngạn giới đã thu nhỏ lại gần một nửa. Mà ở di tích Bỉ Ngạn có một khoảng nghĩa trang thần bí, có đến hàng trăm ngôi mộ, đều là những ngôi mộ không tên. Nghe nói, đây là những tiền bối đã hy sinh để bảo vệ cho Bỉ Ngạn giới. Diệp Quân yên lặng. Chú Hàn tiếp tục nói, may mà trận đại nạn đó cuối cùng cũng qua đi, kể từ lúc đó, Bỉ Ngạn giới chúng ta bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng cường giả. Mà vào lúc chân thánh bọn ta càng lúc càng nhiều thì chủ nhân Bút Đại Đạo lại tới. Dứt lời, cô ta nhìn thoáng qua Diệp Quân, ta nghe nói thánh tử biết chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Chú Hàn tiếp tục hỏi, rất quen sao? Diệp Quân đáp, đã từng gặp mấy lần. Chú Hàn do dự một lát, rồi lại hỏi, người này như thế nào? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không phải là người tốt, các người không nên gọi ông ta là dị đoan,
mà nên gọi là ngoại tộc thì đúng hơn. Chú Hàn liếc hắn một cái, không nói gì. Diệp Quân nhìn xung quanh rồi nói, chỗ này có sách về tu hành không? Hắn muốn hiểu rõ hơn về phương pháp tu hành của thế giới này, xem có gì đáng để học không? Đặc biệt là về kiếm đạo. Kiếm đạo của trưởng bối trong nhà cách hắn quá xa, hoàn toàn không có cách nào học được. Mấy tên đó, giết người không cần dùng đến nhát kiếm thứ hai. Học thế nào được? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.